Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên hỷ trưởng đồng đạo. Kính thưa đồng đạo Châu Văn Bực là thành viên trong ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp, phụ trách trợ lý đạo sự địa bàn của huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Long Khánh B của huyện Hồng Ngự. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Thị Nga là giáo lý viên của ban hộ điện giáo lý ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Hồng Ngự đồng về đây tham dự. Kính thưa quý vị là mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 niên Nhâm Dần và hôm nay cũng là ngày 24 tháng 10 năm 2022. Chúng tôi cũng như giáo lý viên Nguyễn Thị Nga cũng được sự phân công của ban hữu điện giáo lý ban trị sự trung ương và được sự thống nhất cho phép của chính quyền địa phương huyện Hồng Ngự hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau ôn lại qua lời châu ngọc của tổ thầy. Vậy lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi sức khỏe và gia quyến cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý đồng đạo thân kính, thì hôm nay cũng đầy đủ duyên lành, chúng tôi cũng được trở về nơi trụ sở làm việc của ban trị sự xã Long Khánh B, và nơi đây thì chúng tôi cũng về cũng nhiều lần ở những năm trước đây. Thì hôm nay cũng được ban tổ chức cho biết đồng đạo chúng ta trong và ngoài địa phương cũng đến tham dự khá đông để ủng hộ trong cái chương trình Phật Pháp. Và hơn thế nữa thì cũng một giờ đồng hồ thì đồng đạo mình cũng đã nghe giáo lý viên Nguyễn Thị Nga đã trình bày khái nét về cái lý vô thường của mỗi cá nhân chúng ta trong cái học Phật giáo và đặc biệt là theo lời dạy Đức Thầy. Thì đến phần việc chúng tôi giờ này theo lời mời của ban tổ chức sắp xếp cũng như được sự phân công, thì buổi sáng hôm nay chúng tôi và quý vị chúng ta sẽ chia sẻ qua 14 câu thi đầu tiên của quyển Phiến Thiện, đó là băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, theo đòi nghiên bút luận bàn tục tiên, ta là cư sĩ canh điện, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao tria, gắn công trì niệm sớm khuya, thân ti còn tục tâm lìa khỏi mây, chí toan gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan, dạy khuyên những kẻ ngổ ngang, biết câu lục tự dình đàn tứ ân, ở trần xử đoạn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đàn. Thì kính thưa đồng đạo, nghe đọc 14 câu giảng này quý vị có ngán không? Tôi nghe tôi còn ngán. Thực chất ra thì ngán là chúng ta nghe nó dài, nghe ý nghĩa quá nhiều rồi mình nghe mình ngán, bởi vì phàm tâm mà nhiều khi chúng ta không có thể nào tiếp thu hết cho được những cái bài pháp di diệu của Đức Tôn Sư. Chứ kỳ thật ra lời Đức Thầy càng nhiều chừng nào, cái nguồn suối pháp nó càng miên man trong nội tâm chúng ta nhiều chừng nào, thì chúng ta sẽ hưởng được nhiều cái sự an lạc trong thực tế và mình thực hành trong hiện tại để chúng ta hưởng được cái quả phúc ở tương lai. Vì vậy chữ ngán của tôi ở đây không phải là chúng ta ngán là Đức Thầy, mà quý vị ngồi nghe mà ông giáo lý viên này trình bày 14 câu này chắc ngán dữ. Kính thưa quý vị, bởi vì thật chất ra thì cái chuyên đề này thì chúng tôi cũng ít có làm nhiệm vụ lắm. Nhớ không làm là từ ngày xưa tới giờ thì mình đi làm nhiệm vụ thì cũng nhiều đề tài lắm.
thì đồng đạo chắc cũng đã rõ rồi. Nhưng mà đặc biệt là 14 câu này đó thì các ban trị sự đó là ít có mời, bởi vì thấy dài quá. Chắc là bà con ngồi dưới, người thì nghe, người thì ngủ gục, bởi vì dài quá, rồi thêm người đó bụng đó, rồi thêm buổi trưa oi bức nữa. Cho nên thì thường thường là trong các ban trị sự thì quý vị cũng ngại. Tuy nhiên thì hôm nay thì về đây thì ban tổ chức sắp xếp và ý muốn chúng tôi cũng chia sẻ 14 câu này. Bởi vì trong các lịch phân công hàng ngày đó, thì ở đây thì cũng có các ban trị sự thì hiểu cái quy trình làm việc của mình rồi. Thì quý vị yêu cầu đề tài nào thì mình sẽ đáp ứng nhu cầu ở đài đề tài đó. Bởi vì giờ này lời Đức Thầy thì phải nói rõ là rất là siêu màu. Cho nên thì nhiều khi ở cái vùng này đồng đạo đang cần cái món ăn này, thì nhờ chúng tôi đến để chia sẻ thì chúng tôi sẽ đến đáp ứng. Rồi dùng khác thì đồng đạo cần món ăn khác, bởi vì chúng ta là phải nói rõ là căn cơ trình độ nó không giống nhau. Và hơn thế nữa thì theo cái đặc thù của vùng miền đó, nó cũng có những cái điều lệch lạc. Rồi cũng cần đồng đạo chúng ta ngồi với nhau chia sẻ để mình thấy được những cái sự tồn tại đó, để mình khắc phục với mục đích chính là làm sao chúng ta đi cho đúng, tu cho đạt để đi đến chỗ giải thoát. Cũng giống như hôm nay thì cũng có vị đồng đạo nữ ngồi phía trước chúng tôi thì cũng rất là băn khoăn. Thì ước gì mà bữa nay chúng ta bàn về vấn đề hộ niệm, vấn đề tuần tự, về cái vấn đề xung quanh đạo hiếu. Nhưng rất tiếc thì đó nó rơi vào cái trường hợp là đề tài chữ hiếu. Cho nên là nếu muốn các yếu tố đó thì chúng tôi phải thiết đề chữ hiếu, chúng ta mới giải quyết nhất quán được. Thì nếu như đồng đạo có điều kiện thì cũng có thể là những phiên thuyết giảng tới thì có thể chúng ta gặp gỡ với nhau qua cái đề tài chữ hiếu. Bởi vì nếu nói chữ hiếu ai cũng rõ hết, nhưng mà cái quá trình thực hiện chữ hiếu từ khi cha mẹ còn sống đến khi cha mẹ quá giảng, rồi chúng ta phải nuôi nấng như thế nào từ vật chất lẫn tinh thần, rồi chúng ta phải hộ niệm ra sao, rồi chúng ta phải tổ chức tang lễ như thế nào, rồi cái tục lệ mở cửa mã, làm tuần bảy thất, làm tuần bá nhật, làm tuần mãn tang, làm tuần giáp năm, làm tuần mãn tang, rồi trong ngày kỷ niệm thì nó có hàng nghìn cái lý do. Mà nếu như mình không có bàn với nhau thì nhiều khi mình làm không đúng đồng đạo ạ. Bởi vì không hiểu thì đương nhiên mình làm không đúng. Đây là việc thực tế trong cuộc sống thôi. Cái gì mà chúng ta hiểu thì mình làm có đúng, không biết sao làm đúng. Vì vậy cho nên nhiều khi rồi chúng ta có cơ hội ngồi với nhau để chia sẻ với nhau, thì từ đó mình mới có một cái sự hành đạo nó không có lệch lạc. Nhất là giờ này thì đồng đạo thấy, nhất là trong cái việc quan hôn tang tế đó, thì trong đạo của mình thì nó cũng có những cái điều đang xen. Cái người sau thêm thắt, mà cái gì mà người sau thêm thắt là cái đó chúng ta phải suy nghĩ lại. Hồi đó giờ không có, mà giờ này lại có, thì nó có từ đâu? Tôi nói ví dụ thôi. Ở cái bàn vong chúng ta hồi xưa đến giờ không có cái bài tiếp dẫn 37 chữ đúng không? Nhưng mà thời gian ở đây lại có. Thì mình đặt vấn đề cái có này là ai bày ra? Tại sao hồi xưa không có mà giờ lại có? Thì từ cái đó đó, mình mà không ngồi với nhau mà chia sẻ trao đổi đó, thì theo tôi nghĩ là hụt hẫng lắm. Rồi nhiều khi mình cứ làm theo, trong khi đó ông thầy mình dạy thì mình không làm theo, mà lại làm theo ông A ông B gì đó, thì rất là ảnh hưởng trong cái đạo hiếu, trong đời tu của mình. Cho nên thì thật ra thì chúng tôi không có chủ động được. À, mỗi cái gì đó thì đều do các vị ở ban trị sự và cũng như ở giáo hội phân công. Cho nên thì nói chung thì nói là nói như vậy, nhưng mà giờ này thì ở trên cái trang YouTube cá nhân của chúng tôi thì có rất là nhiều đề tài, thì có thể đồng đạo không ngồi đây được, nhưng mà ở nhà chúng ta cũng nghe được chứ. Rảnh thì có thể chúng ta nghe để mình tìm hiểu thêm. Bởi vì cái quỹ thời gian sống của mình đó, nếu mà nói nhiều thì không nhiều, nhưng mà cũng không ít đồng đạo à. Không ít đâu. Dầu rằng mình bận cái việc của người tín đồ tại gia cư sĩ thế nào đó, nhưng mà tôi tin chắc rằng trong một ngày như vậy thì chúng ta cũng có một thời gian rảnh đôi ba giờ đồng hồ. Thì thay vì đôi ba giờ đồng hồ này chúng ta vừa nghĩ về thân thể, và đồng thời thì chúng ta cũng vừa thư giãn. Cái từ thư giãn mà theo đúng nghĩa đó thì chỉ có cách chúng ta học Phật Pháp mới thật sự đúng là cái từ thư giãn.
Còn nhiều khi đồng đạo mình bỏ mỗi buổi tối nó để từ đêm nay tôi coi một cái cuồng phim để thư giãn, tôi coi một cái clip la cười để thư giãn, thì cái đó không phải là thư giãn, mà cái đó là làm cho mình rối trí thêm, không thư giãn được. Cho nên chỉ có sống với Phật pháp mới thật sự là thư giãn thôi. Vì vậy cho nên mình phải tận dụng thời gian sống, để rồi bây giờ mình lỡ mình chết làm sao mình có thời gian được. Lúc này còn sống không tận dụng rồi lỡ ngày mai quỷ vô thường nó đến rồi sao, phải không đồng đạo? Nhưng mà chúng tôi tin chắc một điều rằng đó, nếu như giờ này đồng đạo chúng ta mà không lo đó, giờ này đồng đạo chúng ta không lên một cái thời khóa biểu cho mình đó, thì nhất định một ngày nào đó đồng đạo sẽ hối hận khi chúng ta bỏ xác thân này. Hối hận thứ nhất là gì? Khi chúng ta diện kiến Đức Thầy thì lúc bây giờ mình mới cảm nhận được rằng có rất là nhiều điều hụt hẫn mình không hiểu lời Đức Thầy. Trong khi Đức Thầy đã ra đời mở đạo đã dạy quá nhiều, một khối giáo lý, một khối pháp Phật mà chúng ta không học. Vì chúng ta không học, không làm theo cho nên mình sẽ hối hận. Cái hối hận thứ hai là gì? Từ ngày chúng ta biết đạo đến ngày chúng ta bỏ xác thì cũng một khoảng thời gian dài. Mà trong khoảng thời gian này mình không học cho nên mình không biết làm theo đúng. Vì vậy thì cũng có những cái chúng ta làm đúng, cũng có những cái chúng ta làm sai. Làm đúng thì được thầy thưởng, được đi lên, mà làm sai thì bị thầy phạt và đi xuống. Cho nên lúc bây giờ đây là cái điều sẽ hối hận nhất trong đời chúng ta. Mình đừng lầm tưởng rằng hôm nay khi chúng ta còn sống là còn, tắt thở là hết, thì không có đâu đâu. Nếu mà còn sống mà mình có học Phật, mình là người tu, thực hiện đúng theo tôn chỉ giáo lý Đức Thầy, thì lúc chúng ta chết thì phải nói rõ là lúc này chúng ta được ban hưởng, mình được hạnh phúc. Còn nếu còn sống mà mình nửa tu nửa không tu, mình làm sai, thầy dạy một đàn, chúng ta làm một nẻo, thì khi cái ngày chúng ta bỏ xác rồi thì đau khổ lắm, chứ không phải là đơn giản chúng ta nghĩ đâu. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói cái lời nói đầu này để chi? Để cho tất cả đồng đạo chúng ta cùng chúng tôi, mình có một cái sự hòa quyện với nhau trong nhận thức, hòa quyện với nhau trong phương pháp tu hành, để rồi sau này mình còn hòa quyện với nhau, gặp gỡ với nhau trong cái ngày long hội. Rồi sau đó chúng ta còn gặp gỡ với nhau, còn hòa quyện với nhau để chúng ta đồng bay về cực lạc một đài. Phải có một sự hài hòa đồng điệu như vậy thì mình mới giải thoát, mới được kết quả. Còn giờ này trong đạo chúng ta chia năm xẻ bảy với nhau, môn phái này, nhóm này lại chơi nhóm kia, nhóm kia lại phỉ báng nhóm nọ, ông này được nè, ông kia không được nè. Tôi nói thiệt với anh nha, đời tôi không bao giờ tôi đánh bằng cái sự ngay thiết giả. Nó cũng có những cái vấn đề đang xen. Thì nếu như đồng đạo mình dung dùng cho tôi đi, mình là tín đồ Đức Thầy mà giờ này mình không cùng chung với nhau trên một lộ trình đường đi, không lẽ đến lúc bây giờ Long Hoa Đại Hội mở 2-3 điểm sao? Không lẽ cõi Phật mở 2-3 chỗ? Đồng đạo nên nhớ Long Hoa Đại Hội chỉ có một thôi, cực lạc chỉ có một thôi. Nếu đồng đạo nào chúng ta thực hiện được lời Đức Thầy, tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, thì chúng ta mới hội hiệp được. Nhất là thời kỳ này, thời kỳ mà Đức Thầy cho biết rằng đó, thời kỳ này là xiển triện phân minh châu võ kỷ. Thời kỳ này nó có nhiều cái vấn đề giữa xiển giáo và triệt giáo. Nhưng mà chúng ta đừng lầm tưởng rằng triệt giáo là tà, không phải là tà. Xiển giáo và triệt giáo vốn dĩ là một thầy ngắn, là Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ có ba học trò, Thông Thiên Giáo Chủ là ở bên triệt giáo, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn là ở bên xiển giáo. Cũng có một trò nghe, một thầy nha, giống như Đức Thầy mình là một thầy đó. Đức Thầy mình là Hồng Quân Lão Tổ đó. Nhưng mà khi Ngài giải đạo rồi, lúc bây giờ học trò của Ngài chia năm xẻ bảy với nhau. Thì từ ở chỗ chia năm xẻ bảy này nè, đến cái ngày Long Hoa Đại Hội, cái người nào đoàn kết đi theo cái gốc đó thì người đó được sắc phong, được định ngôi phần thứ. Cái người nào mà chia năm xẻ bảy đó thì lúc bây giờ cái người đó sẽ bị rơi vào bản phong thần. Mà cái người nào làm đúng chia năm xẻ bảy mà làm đúng thì được bản phong thần.
mà chia năm xẻ bảy mà làm sai thì bị tiêu diệt. Thế tôi nghĩ rằng giờ này vấn đề này đồng đạo hiểu rõ rồi. Cho nên xin nhắc lại, long hoa chỉ có một nha, chứ không phải long hoa có hai có ba đâu. Mà giờ này trong đạo chúng ta mà chia năm xẻ bảy đó, cái người thì theo nhóm này, cái người thì theo nhóm kia, thì thiệt là điều này đau buồn lắm. Tại sao chúng tôi nói điều này? Bởi vì đồng đạo biết rằng nơi làng Long Khánh, nếu nói về thực thể năm 1939 đó, mà Đức Thầy dạy 149 điểm dạo Luận Châu đó, thiệt làng Long Khánh ít người nào tu. Vì Đức Thầy nói câu này, cho nên cô bác lớn tuổi chúng ta, những đồng đạo cao niên cái trưởng của mình thấy như vậy sợ quá. Vì vậy cho nên từ chỗ Thầy chê, mà giờ này làng Long Khánh chúng ta phải nói rõ là đồng đạo tu mà theo cách nhìn chúng tôi nó hơn tất cả các làng khác. Tôi là người làng Tân An nè đồng đạo, không phải tôi định quý vị đâu. Tôi là người làng Tân An nè, mà Đức Thầy dạy là xa nhìn xương bạc mờ mờ, Tân An làng nọ dân nhờ và bắp phai. Cho nên đây cũng là những cái làng mà Đức Thầy đặt để. Đức Thầy nói xuống dòng kinh sáng được thì chút vui, một người nhà lá hẩm vui mà biết đạo lý mời cùi lên chơi. Mới ta là bàn qua kim cổ một hồi, cùi xuống giữa dòng cháu đất thẳng sông. Hồi đó thì làng Tân An Thầy khen, nhưng mà giờ này thì nếu nói đúng ra sự việc hiện tại đó, thì làng Tân An tôi tu thua làng Long Khánh. Bởi vì mình là người làng Tân An, đúng không đồng đạo? Cho nên Đức Thầy chế, nhờ Đức Thầy chế mà chúng ta sợ chúng ta tu. Cho nên thật sự tôi thích với đồng đạo chê tôi hơn khen tôi. Người ta khen mình đó, người ta nịnh mình đó, người ta nói tốt mình, nâng mình lên cao đó, rồi cái bản ngã mình nó càng ngày càng lên. Mà cái ngã lên cao chừng nào đó thì lúc bây giờ cái hạnh đức chúng ta càng xuống chừng đó. Vì vậy cho nên tu hành đó nghe, mình phải cảm ơn cái người chơi mình. Người ta chơi mình, tôi cảm ơn chị, nhờ chị chơi tôi. Mà nếu mà chị chơi đúng đó thì tôi quỳ xuống tôi cảm ơn chị. Chị là thầy tôi, chơi đúng nhờ chị chơi mà tôi sửa. Mà chị mà có chơi sai tôi đó, tôi không có, mà chị chơi tôi cũng cảm ơn chị đó. Nhờ chị nhắc nhở tôi, đây sắp tới tôi không dám làm sai. Vì vậy cho nên đây là một cái nôi, giờ này có thể là cái nôi trong đồng giáo bảo chúng ta, nhưng mà trong đó cũng có những điều hụt hẫng. Đáng lẽ ra cái nôi đạo Phật giáo Hòa Hảo giờ này các anh em độc thân tu hành ở vùng này phải nói rất là đông. Đáng lẽ ra buổi thuyết giảng này ít nhất cũng phải vài trăm vị đến đây dự, ít nhất mỗi kỳ đại lễ cũng có khoảng vài ngàn người đến cái ban thị sự. Như vậy mới thực hiện đúng cái chữ Hòa Hảo nghe quý vị. Còn đằng này thì tôi thấy rằng hầu như nơi đây là một cái nôi, mà chẳng những lần này, những lần khác chúng tôi về đây cũng vậy, thì rất ít đồng đạo tham dự. Có thể là đội ngũ giáo lý viên chúng tôi không đủ khả năng để đáp ứng về cái tinh thần và giáo lý, cho nên đồng đạo chúng ta đi tìm những cái khác. Ban trị sự là cái gốc của đồng đạo. Ở đây không phải là chúng tôi tôn vinh ban trị sự đâu, mà Đức Thầy đã dạy rất rõ rồi đó. Ban trị sự là cái gốc đó. Ban trị sự mới có quyền thay thầy nha. Chúng ta nhớ kỹ à. Băng nhóm bên ngoài chia năm xẻ bảy, họ xưng thế này, họ xưng thế khác, đó là cá nhân của họ. Nhưng mà đến cái ngày lập hội, ngày thầy phê, thì ngài chỉ biết ban trị sự thôi. Bởi vì trước khi đi xa, Đức Thầy đã khẳng định rồi, vì thầy không gần gũi trực tiếp để giải quyết những biến cố xảy ra hàng ngày trong đạo, nên cho ban trị sự được thay mặt trọn quyền thu xếp, tổ chức, gìn giữ cho toàn thể bổn đạo được trật tự an ổn, lo làm ăn. Như vậy thì rõ ràng ban trị sự là thay thầy, ban trị sự là gốc đó. Mà giờ này chúng ta thấy rõ rằng ban trị sự trung ương được đặt tại An Hòa Tự, nơi đây là trái tim của đạo. Vì vậy cho nên nếu nói về cái tài sản, những cái mà hằng hữu quý giá nhất của đạo, thì xin thưa rằng có chỗ nào bằng thánh địa Hòa Hảo không đồng đạo? Có chỗ nào bằng tổ đình Đức Thầy không? Có chỗ nào bằng An Hòa Tự không? Vì vậy cho nên mình phải nhận định cái nào là cái gốc để chúng ta không lầm. Sở dĩ chúng tôi nói vấn đề hơn nhiều là gì? Bởi vì giờ này có nhiều vấn đề đang xen với nhau. Vì vậy cho nên chúng ta phải bàn mảnh vấn đề này để lôi kéo trở lại. Mà Thầy đã dạy là lòng trẻ thảo biết đoàn biết cớ, phí xác phàm mê mệt lúc này. Tất cả chúng ta là những người đi sinh sau nhé, đẻ muộn.
Mà nếu như giờ này mình đoàn kết với nhau rồi thì đạo mình phát triển biết chừng nào cái gì. Thời gian gần đây nó cũng có cái nhiều hụt hẫng, cho nên đạo chúng ta thì nó có những cái vấn đề đan xen với nhau. Cho nên lúc nào tôi cũng ước mơ gì, ở diễn đàn nào cũng vậy, nếu có điều kiện thì chúng tôi luôn kêu gọi tinh thần đoàn kết. Đạo chúng ta là khỏe hoàn hảo mà, cái gì chúng ta cũng phải chia sẻ với nhau, việc làm từ thiện cũng chia sẻ với nhau, rồi những kỳ đại lễ, những buổi thuyết giảng mình cũng chia sẻ với nhau để thực hiện đúng tinh thần hoàn hảo. Thì đó là chúng tôi cũng xin nói một số lời nói đầu. Tuy nhiên thì hôm nay trong cái phiên làm nhiệm vụ này thì chắc có thể là chúng tôi cũng trình bày gọn thôi, theo cái lối là chú thích từ ngữ. Chứ tôi nhớ những năm trước 14 câu này thì tôi có trình bày trên dưới 2 tiếng đồng hồ. Mà thật sự 2 tiếng đồng hồ 14 câu thì hầu như chưa có thấm. Lúc đó thì có mình nên thôi, cứ như là làm suốt 2 tiếng đồng hồ vậy thì xong thì nghỉ luôn rồi đó. Nhưng mà hôm nay thì có thể là chúng tôi sẽ trình bày đúng 11 giờ. Hai đồng đạo cố gắng ngồi ngoài đó với chúng tôi thêm 6 phút nữa. Bởi vì cái dù này thì nắng rồi, quý vị ngồi tôi thấy đứt ruột quá. Phải nói là đã cảm động lắm. Tuy nhiên thì thôi hôm nay mình ôn ra thôi. Chứ thật chắc ra thì nói là đầu vừa đủ rồi. Mình cũng hiểu được một số cái gì đó để chúng ta có một cái phương châm hành đạo. Thì quý vị cũng hiểu rồi. Khi Đức Thầy ra đời Mã Đạo thì Thầy có viết có 4 vị giảng đầu tiên thôi. Tức là giảng với kệ ra đà 4 cuốn đó. Ít có người khám rõ cơ quyền, quyển nhất, quyển nhì, quyển ba và quyển tư. Thì trong giai đoạn mình nói nôm na là trong tháng 9 đi. Bởi vì quyển nhất thì Thầy không để ngày, quyển nhì thì Thầy viết ngày 12 tháng 9, quyển ba thì không có ngày, quyển tư thì Đức Thầy viết ngày 20 tháng 9. Có thể chúng ta hiểu là ở một giai đoạn là trung tuần tháng 9 đó. Bởi vì một tháng đó thì có thượng tuần, tức là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10, trung tuần là mùng 10 đến 20, và hạ tuần thì từ ngày 21 đến ngày 30. Thì một tháng nó có quy định như vậy. Như vậy thì 4 quy giảng đầu tiên Thầy viết ở một giai đoạn là chúng ta hiểu ngay là trung tuần tháng 9 ha. Còn trung tuần tháng 8 là khác nha. Trung tuần tháng 8 là những cái bài thi mà nó Đức Thầy dự ngôn những cái vấn đề liên quan đến cái sau này về cái tương lai vận mệnh đất nước, rồi vận mệnh người tu chúng ta, cũng như cái sứ mạng lời Đức Thầy. Và đặc biệt thì sau khi viết cái quyển 40 giảng xong, sau đó 2 năm, đến năm Tân Tỵ 1941, thì sau khi ở tại nhà thương Châu Quán Sài Gòn, thì lúc bây giờ Đức Thầy cũng được tự do. Bởi vì Đức Thầy đã cảm hóa được ông y sĩ Ngạch Đông Dương Trần Văn Tâm và một số nhân viên trong bệnh viện Sài Gòn, bệnh viện nhà thương Châu Quán Sài Gòn, nay là bệnh viện Gia Đình đó, đã là tín đồ, tín đồ Đức Thầy. Vì vậy cho nên lúc bây giờ Đức Thầy cũng thoải mái, viết cũng trên dưới là 20 bài, trong đó thì có 2 bức thơ và luôn cái quyển khuyến thiện mà chúng ta trình bày là 21 bài, trong đó 20 bài thi và một quyển khuyến thiện. Thì đây là quyển giảng theo tuần tự thì được ban sưu tập đề tựa là quyển 5 với cái tựa đề là lời khuyến thiện con vô danh cư sĩ. Thì chúng ta nghe cái tựa đề biết đây là khuyến thiện. Khuyến thiện là khuyến làm lành, mà khuyến thiện đây cũng có nghĩa là khuyến để chúng ta làm lành gánh giữ. Cái từ thiện đây, ngoài cái việc làm từ thiện ra, thì từ thiện của quyển khuyến thiện này, ý Đức Thầy muốn đặt để ngay ở cái chỗ chúng ta hành thập thiện nghiệp trong đó. Bởi vì quyển khuyến thiện mình thấy cái nội hàm thì Đức Thầy đặt nặng lắm về cái phương pháp tránh tam nghiệp, chừa thập ác, hành thập thiện. Cho nên trong cái lý Đức Thầy chúng ta thấy có nhiều cái khuyến. Đầu tiên thì là khuyến tu, mong người tu tịnh ít nhiều cũng hay. Rồi sau khi khuyến tu thì Đức Thầy dạy về khuyến thiện ở chỗ này. Rồi sau khi khuyến thiện dạy về khuyến học. Rồi sau khuyến học Thầy dạy khuyến tài nữa, trong một nước những tài hữu dụng. Cho nên thì nó có nhiều cái vấn đề mà Đức Thầy ung đúc chúng ta thực hiện, thì trong đó có khuyến thiện. Và đặc biệt Đức Thầy lấy cái biệt danh là vô danh cư sĩ, tức là không có danh. Vô danh cư sĩ cũng là một trong các hiệu Đức Thầy, giống như hiệu là Hoàng Anh, hiệu Lão Sĩ, rồi hiệu Đức Quỳnh Giáo Chủ, vân vân. Thì Đức Thầy chúng ta cũng có nhiều hiệu, thì trong đó Đức Thầy xác định đây là hiệu Đức Thầy là vô danh cư sĩ. Vì cái hiệu vô danh cư sĩ này mà đến khi kết thúc quyển khuyến thiện thì Đức Thầy dùng 4 chữ vô danh cư sĩ để Thầy viết tướng của kệ đó, là vô thượng phạm thâm dĩ truyền đó, danh ngôn chép để rạch đàn tiên đó, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ sức nhân từ, dốc dạy khuyên ở cuối cùng. Thì đó là mình hiểu một số cái nét.
Và đặc biệt bài thi này thầy viết tổng cộng là 776 câu, được viết theo cái loại cái thoại cái thể thơ gọi là biến thể. Phần đầu thầy viết cái thơ Lục Bát, và đoạn giữa thì thầy viết thể thơ Thất Ngôn Trường Thiên. Thì trong đó có bốn cái bài thi, phần đầu có hai bài thi, bài Tiến Kệ và cái bài tức là Hào Quang Chư Phật, phần cuối có hai bài thi cuối nữa. Cho nên thì trong cái quyển Biến Thiện này, trong đó có thi, có kệ, có kinh, và Đức Thầy viết theo thể thơ biến thể. Thì đó là chúng tôi cũng xin khái nét về xuất xứ cũng như cái hoàn cảnh mà Đức Thầy viết qua bài thi này. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 14 câu đầu. Có thể nói 14 câu đầu này là cái phần dẫn nhập đó. Và đặc biệt cái phần dẫn nhập này không phải là dẫn nhập quyển Biến Thiện, mà cái phần dẫn nhập này có thể nói luôn cả một cái nội hàm của cái cuộc đời ra đời giáo đạo của Thầy. Và đặc biệt mang một cái tính chất hết sức là tích cực đối với người tín đồ tại gia cư sĩ. Cho nên quyển giảng nào cũng siêu việt hết, lời Đức Thầy lời nào cũng tuyệt vời hết. Nhưng theo hiểu chúng tôi, khi tìm hiểu toàn bộ sấm thi Đức Thầy, thì quyển Biến Thiện là một quyển mà chúng tôi rất là lưu ý, nhất là đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Nếu đồng đạo nào thấy cảm thấy mình chưa được an ổn lắm, chưa xử trọn cái nghĩa nhân trong cuộc đời một tín đồ tại gia cư sĩ mình, thì đồng đạo nên coi lại quyển Biến Thiện. Khi coi quyển Biến Thiện xong, mình hiểu được rồi, thì lúc giờ mình sẽ coi lại quyển Tư, để chúng ta đi sâu vào cái nội tâm bên trong để tìm đến con đường giải thoát. Thì đây là những cái tuần tự mà theo chúng tôi nghĩ rằng là người tín đồ chúng ta cần phải nhớ mà thực hiện. Còn quyển Nhất thì đa phần Đức Thầy diễn luận về điểm dạo Lục Châu, Đức Thầy tiên tri dự ngôn một số vấn đề xảy ra. Quyển Nhì và quyển Ba thì hai quyển này đa phần là về nhân đạo, về cư xử trong cách ăn ở, đối nhân xử thế đối người tín đồ tại gia. Và Đức Thầy cũng lồng ghép một số pháp môn tu hành giải thoát, và trong đó thì có pháp môn tịnh độ. Nhưng mà nếu nói về tịnh độ thì thực chất ra quyển Biến Thiện Đức Thầy viết tịnh độ nhiều nhất, Đức Thầy dạy tịnh độ rất là nhiều trong quyển này. Bởi vì đây là một cái điều ưu việt, một pháp môn không thể thiếu đối với nhà tu chúng ta muốn đến chỗ giải thoát. Thì hôm nay chúng tôi sẽ từng tự trình bày chia sẻ qua 14 câu này thôi. Như vậy thì câu đầu tiên thầy dạy là băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn. Bây giờ chúng ta trình bày từng câu đi, chỉ cần hết xong chúng ta tóm đề được rồi. Cho giờ này mình mà trình bày rộng nữa thì chắc là không có thời gian. Như vậy thì chúng tôi chủ yếu là hôm nay chúng ta chỉ chú thích từ ngữ. Chúng tôi sẽ mượn nhiều loại từ điển, Phật học từ điển, Hán Nôm từ điển, Tiếng Việt từ điển, Triết học từ điển và Thành Ngữ đi tới từ điển để chúng ta tìm hiểu một đoạn văn này thôi. Thì đó là cũng là những quyển từ điển hàng ngày chúng tôi tìm hiểu cũng trên dưới khoảng hơn 10 loại từ điển. Tuy nhiên thường thường thì các quyển từ điển mà chúng tôi vừa giới thiệu là thường là xem nhiều nhất. Cho nên thì tôi thường nói các quyển từ điển giống như ông thầy của mình đó. Dù rằng cái người sáng tác từ điển cũng chưa phải là cái bậc mà mình cảm nhận là thoát tục. Tuy vậy nhưng cũng nhờ các quyển từ điển thì mình mới hiểu là Đức Thầy. Chứ nếu như đồng đạo hiểu là Đức Thầy theo cái tuồng bụng là chúng ta không được. Nói có sách có chứng. Nếu như giờ này mình hiểu là Đức Thầy, mà nếu hiểu theo cái hiểu của cá nhân mình đó, mà chúng ta nói nôm na là hiểu theo nghĩa đùi á, mà thường thường thì cũng có một số anh em đồng đạo chúng ta nói đạo đó mà nói theo cái tuồng bụng mình đó thì nguy hiểm lắm. Nếu nói trúng thì không nói chi, mà nói đặc á, thì tội lắm. Cho nên thì cái gì cũng vậy, mình cũng phải hiểu theo một cách gọi là căn bản ha. Cho nên ông ba ông nói là chữ mà không nghĩa cũng kỳ đó. Nghĩa mà không chữ gì ở đâu đó, muốn cho chữ nghĩa một đâu thì chữ muốn cho chữ nghĩa một câu là chữ đâu nghĩa đó, mà quan trọng lý sâu đem vào. Cái tìm hiểu nghĩa nó chỉ là cái phương tiện thôi. Cái quan trọng là khi chúng ta tìm hiểu nghĩa xong đó, mình có nghiền ngẫm được cái chân lý đạo để chúng ta tu đó mới đạt kết quả. Chứ không phải giờ mình nói mình hiểu nghĩa cái mình đạt đạo, không phải. Mà thầy đã cảnh báo rất rõ là nhiều người kinh sử lão thông mà không sửa tính mà lòng còn mê. Cho nên đồng đạo thấy chúng tôi vậy, chúng tôi tệ lắm. Vấn đề tu hành là tôi bảo đảm không bằng quý vị. Nếu nói về cái phần kiến văn thì có thể là tôi hơn một chút, là do tôi làm nhiệm vụ nhiều quá, nói nhiều quá thành ra nó quen vậy, chứ cũng không có gì là nhiều lắm. Còn vấn đề tu hành á, sau này đồng đạo nhớ có đắc đạo nhớ tìm tôi cứu tôi nha. Thì đó là câu nói thật sự của mình, chứ không phải là chúng tôi nói là để cho qua thoa đâu, nó thật sự đó. Bởi vì tại sao ngày xưa A Nan là một vị gọi là đa văn đại nhất, phải không? Nhưng mà không ngờ A Nan lại là cái người đắc đạo sau cùng chứ. Sau khi Phật nhập diệt 100 ngày mà A Nan chưa đắc đạo, đồng đạo tính giùm tôi coi. A Nan làm thị giả cho Đức Phật là trên dưới là gần 27 năm, 26 năm mấy tháng đó đồng đạo.
Đức Phật nói cái gì anh em nhớ hết mà cuối cùng không đắc đạo. Cho nên mình ưa ví mình là như vậy đó, chứ không phải thấy gì mà ngon nó không ngon. Ha, đồng đạo thông cảm nha. Vì vậy cho nên câu đầu tiên thầy dạy là băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn. Chữ băng tâm, chữ băng á, nếu chúng ta hiểu chữ băng tâm mà hiểu theo nghĩa đen, nó băng tâm là lòng lạnh. Bởi mình nghe nó chữ băng thì nó lạnh à. Nhưng mà khi chúng ta hiểu về từ ngữ chữ băng ở đây á, tức là trong trắng, trong sạch. Bởi vì trong sách có câu là lạc vương tương vấn như thân hữu, nhất phiến băng tâm tợ ngọc hồ. Vì vậy cho nên Đức Thầy dùng cái từ băng ở đây nghĩa là nhất tí nhất phiến băng tâm tợ ngọc hồ. Lòng Đức Thầy trong sạch, trong trắng như băng tiếp, như mặt hồ phẳng lặng vậy, gọi là băng tâm. Bởi vì khi lòng trong sạch như băng tiếp như vậy, không vướng một cái bụi bặm nào hết, thì lúc bây giờ Đức Thầy mới ngẫu hứng. Ngẫu hứng là gì? Tức là nếu mà nói về nghĩa đen đó, ngẫu hứng là những người mà thường thường mà thấy cảnh sanh tình đó, nếu nói về phàm phu như mình đó, mình cũng có người ngẫu hứng làm thơ chẳng hạn vậy. Nhưng mà cái ngẫu hứng Đức Thầy thì không phải vậy. Dầu rằng trong quá trình Đức Thầy sáng tác sấm trệ của Ngài thì Đức Thầy cũng ngẫu hứng rất là nhiều. Giống như cái bài Không Buồn Ngủ thì ngủ nhiều đêm không được, Đức Thầy mới sáng tác cái bài Không Buồn Ngủ. Rồi khi lên nhà thương Châu Á Sài Gòn, Đức Thầy mới than quán, mới nhớ lại mà than trách. Rồi Đức Thầy mới viết cái bài Tự Tháng, tức là Ngài nhìn lại mình mà Ngài viết cái bài này. Hay hoặc là đối với Năng Thơ Cẩm Tú cũng vậy, Ngài nhìn cái hoàn cảnh của đức ông đức bà ở nhà, không có cái người vũ mùng quạt gió, thì Thầy mới sáng tác đoạn đầu cái bài Năng Thơ vân vân. Thì đó là cái hoàn cảnh gọi là giống như mình nói nôm na là ngẫu hứng. Và đặc biệt Thầy dùng từ thừa nhàn. Thừa nhàn nghĩa là đây là ý nói một cái người rất là nhàn nhã. Cho nên nếu nói về thừa nhàn thì chúng ta hiểu có nhiều giai đoạn. Ví dụ như đối với Nguyễn Công Trứ thì vị này cũng đã đóng góp không nhỏ về cái văn chương Việt Nam. Thì ông cũng có những cái bài thơ chữ nhàn rất là tuyệt diệu vậy. Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc đó. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Nếu chúng ta biết đủ thì đủ, đệ đủ bao giờ đủ. Biết nhàn thì nhàn, đệ nhàn bao giờ nhàn. Cái quan trọng là con người mình phải biết thôi. Còn giờ này mình chờ đến khi nào mình được đầy đủ, chờ đến khi nào mình được nhàn nhã thì khó lắm. Kính thưa đồng đạo, và đặc biệt nói đến bài thơ chữ nhàn thì chúng ta liên tưởng đến cái bài thơ của tức là Ngài Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, một mai một cuốc một cần câu đó. Thơ thẩn nào ai vui thú nào, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao, đông ăn măng trúc thu ăn giá, hạ tắm hồ hào sen, hạ xuân tắm hào sen, hạ tắm lao, rồi rủ đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhìn xem cuộc thế tở chim bao. Thì với cái ăn văn mà chúng tôi cũng có tìm hiểu rất nhiều về tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm ở trong các cái tập thi của Ngài, tức là ở Văn Am tập thi đó, thì khi chúng ta tìm hiểu mình đã thấy được thì rõ ràng Ngài là thầy của mình rồi. Cái bài thơ chữ nhàn này giống như cái bài thơ mà chúng ta thấy rõ rằng Đức Thầy viết trong cái bài Muốn Lánh Phồn Hoa Lắm Thị Thành đó, tìm nơi non thẳm ngõ mây danh đó, thì nó có một ý giống nhau. Thì đó là mình hiểu về văn chương. Cho nên cái câu đầu tiên này, băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, thì chúng ta thấy rõ rằng đây là Thầy khởi đầu hôm nay với cái sự muốn cho chúng sanh nhàn nhã. Bản thân Đức Thầy cũng nhàn nhã. Cái điều này mình mới thấy nó lạ đồng đạo. Bởi vì rõ ràng bài thi Đức Thầy viết trong cái giai đoạn mà Đức Thầy đang bị người Pháp lưu cư Ngài ở tại nhà thương Chợ Quán Sài Gòn. Nhưng mà lúc này thì người Pháp chỉ giữ cái chân của Ngài thôi, chứ họ đâu có giữ cái tâm của Ngài. Cho nên dầu rằng bị người Pháp đang giam cầm, mà nói nôm na là giam lỏng ở tại nhà thương Chợ Quán Sài Gòn, nhưng mà lúc này Đức Thầy chúng ta sống cái tư tưởng Ngài rất là nhàn, giống như là tức là thân tại ngục trung đó, mà tâm tại ngục ngoại đó. Chắc tôi nói hai câu này đã biết rồi, đây là nhật ký trong tù rồi, chúng ta hiểu ra. Vì vậy cho nên ở đây muốn nói như vậy để làm chi? Đối với Đức Thầy mình là gần như cái cảnh đó không buồn được Đức Thầy. Dầu được cảnh sống là cảnh nào Đức Thầy chúng ta cũng nhàn hết đó. Còn ngược lại thì tôi và quý vị thì cái cảnh nhàn thì mình nhàn đúng không? Mà nhiều khi cái cảnh không nhàn thì mình không nhàn. Bởi vì mình không phàm phu. Vì vậy cho nên câu giảng đầu tiên này Đức Thầy khẳng định ngay ở cái tâm trạng của Ngài. Dầu rằng đang bị người Pháp lưu cư tại nhà thương Chợ Quán Sài Gòn, nhưng mà tâm Ngài lúc nào hết sức là phải nói rõ là trong sạch, thanh nhàn. Cho nên Ngài mới ngẫu hứng viết 776 câu này. Vì vậy câu thứ nhì Thầy mới dạy:
theo đòi nghiêm túc luận bàn trực tiếp. Vậy thì theo đòi nghiêm túc đây, ý muốn nói, nếu nói về Nghĩa Đen là cái người này đã có học, đã có học. Mà thật sự nếu không có học thì làm sao làm thầy thiên hạ được? Chính thưa đồng đạo, ngày giờ này trên thế gian này muốn làm thầy thiên hạ thì người này phải học, muốn làm thầy phải khổ phải lao. Đâu phải đang không có thầy mình đắc đạo, đâu phải đang không có thầy mình có một cái nguồn văn, cái nguồn thi thơ tuyệt đáo như vậy. Đức thầy chúng ta học dữ lắm đồng đạo à. Cho nên cái từ theo đòi nghiêm túc là chúng ta thấy rõ rằng đây là một cái khái niệm mà thấy rõ là đức thầy học lắm đó. Mà đức thầy dạy ở nhiều chỗ, dầu rằng trong cái nguồn thi thầy chỉ nói là chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm huyền thâm. Như vậy cho những thầy học ở trong nước Việt Nam mà thầy còn xuất ngoại. Tại sao lại xuất ngoại? Bởi vì lúc bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta nếu nói về tam giáo nó chỉ là cái ngọn, chỉ có nước ngoài tam giáo là cái gốc. Vì vậy đức thầy trở về gốc, đức thầy mới học về tam giáo. Cho nên đức thầy chúng ta khách quan lắm, không phải đang không thầy nói đâu. Đức thầy đã kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca. Vì vậy cho nên nếu nói về nguồn thi thơ, đức thầy xác định rất rõ trong bài Thái Lời Tựa, đức thầy xuất ngoại học cho đơn giản. Rồi những mẫu chuyện bên thầy cũng vậy. Một lần thuyết pháp tại Châu Phú thì trên diễn đàn đức thầy rõng rãng nói rằng đức thầy đã học 500 năm. Đâu phải đơn giản đâu, học nhiều kiếp rồi. Rồi khi đức thầy sáng tác cái bài Diệu Pháp Văn Minh thì cái bài này toàn bộ là điển tích không. Cho nên ông Út mới hỏi đức thầy: cậu Tư à, trình độ của Tư không cao, thấy cậu Tư học tới tiểu học mà tại sao cậu Tư biết rành điển tích bên Tàu dữ vậy? Thì đức thầy nói: ông Út không biết á, chứ con đã học trước đây 500 năm. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì từ đó chúng ta mới suy ra được. Bởi vì cái đoạn đầu đức thầy nói đức thầy, nhưng mà chúng ta học tập với đức thầy. Cho nên giờ này mà đồng đạo muốn được như thầy, muốn đắc đạo chúng ta phải học. Đức thầy học 500 năm đó, chẳng như học trong nước mà thầy học ngoài nước đó. Còn giờ này kinh điển ở nhà thôi, chúng ta muốn học ở giờ nào cũng có hết, mà mình không chịu học. Giờ này đồng đạo không theo đòi nghiêm túc thì làm gì chúng ta được khai mở trí huệ? Cái trí chúng ta là gì? Chí phàm như chốn sơn lâm, dạy dân như phá rừng cầm cho dân. Cái trí chúng ta giờ này cũng như là cái rõ là như rừng bụi đó. Mà thầy dạy trong dặn dò bổn đạo như sơn lâm rồi đó. Trí chúng ta nó đen tối lắm đồng đạo à. Mà giờ này nếu chúng ta không học, chúng ta không khai mở cái trí của mình thì biết bao giờ chúng ta mới thoát khỏi vô minh, thoát khỏi mê si. Mà không thoát khỏi vô minh, không thoát khỏi mê si thì chúng ta càng tu chừng nào, càng hành đạo chừng nào, chúng ta càng gây nghiệp chừng đó. Bởi vì cái gốc nó là mê si, cái gốc nó là vô minh. Mà mình càng làm chừng nào thì làm trong mê si, làm trong vô minh, thì lúc bây giờ phước không sinh, mà lúc bây giờ nó sinh nghiệp. Cho nên mình rút kinh nghiệm về mình, mình nhắc đức thầy rút kinh nghiệm về mình. Và từ đức thầy theo đòi nguyên bút, đức thầy mới có khả năng là luận bàn tục tiến. Cho nên nếu như giờ này mà cái người không học, cái người không theo đòi nghiên bút mà luận bàn tục tiên, chúng ta đừng có tin. Ông này không học biết gì đâu nói. Như tôi nói hồi nãy, phải có học đàng hoàng mới được. Mà nếu không học mà nói càng đó, nói bướng đó, thì nói như vậy thì xin thưa rằng bản thân người đó bị nghiệp của nó làm chi. Mà cái người nghe theo vô tình còn kéo một nhóm đông theo mình nữa. Giống với câu Đức Phật thầy dạy là thầy mù dắt tớ đuôi theo dõi. Ai coi mình mù đâu, mình vô minh đâu. Trong khi đó những người đi chung mình không thấy đường nữa. Đã cái người mù mà dắt người đuôi thì sao? Xa lửa hầm còn hỡi chi chi, lọt xuống hầm sao thầy? Thì nó không biết nữa con hơn. Phải không? Đã tới lúc bây giờ là lọt ngoài khơi đó. Cho nên nói đến đây, trong đường tu mình đồng đạo chúng ta phải cẩn thận. Giờ này trên YouTube, các trang mạng xã hội thì có rất là nhiều những cái bài đăng hàng ngày, hàng phút, hàng giây. Nếu như giờ này mình mà không có một cái sự suy nghĩ, không có một sự căn bản về giáo lý đó, nghe và nói làm sao mình cũng tin theo vậy, thì đó rõ ràng chúng ta rơi vào chỗ là thầy mù dắt tớ đu theo dõi nè. Kính thưa ông đạo, mà đa phần giờ này chúng tôi dùng từ đa phần thế này, bởi vì giờ này có rất là nhiều người ai nói đạo cũng được hết,
trong đó thì cũng có rất là nhiều vị học rất là cao, mình rất là cảm nể. Nhưng mà đồng thời cũng tồn tại một số vị chúng ta rơi vào cái chỗ gọi là ham nói. Ham nói mà không ham học. Mà nếu như ham nói ham học thì tốt rồi, đằng này ham nói mà không ham học thì lúc bây giờ cái nói này nó không chính xác. Bắt chước người ta, rồi thấy người ta ham thời cuộc thiên cơ, cho nên mình nói thời cuộc thiên cơ. Thấy người ta ham linh ham nghiệm, mình nói về linh nghiệm. Vì vậy nên cuối cùng rồi thì bị hỏng hết. Cái người nói cũng hỏng, mà cái người nghe cũng hỏng. Tu theo đạo này mà đắc theo ông kia, không bao giờ đạt kết quả. Phải không? Cho nên chúng ta phải mượn cái này để chúng ta bàn. Và hơn thế nữa, thầy dùng cái từ tục tiên. Tục thì chúng ta biết là thế tục. Cái từ tiên này không phải là cảnh tiên ở cõi trời mà bạn. Cái chữ tiên này nó giống như cái chữ tiên mà thầy dạy đó. Ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục, người ở đời phải được lòng trong. Cái chữ tiên này giống như chữ tiên thầy dạy là ráng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Chữ tiên này là đối lại chữ tục. Chữ tục là luân hồi, chữ tiên này là giải thoát nghe. Bởi vì tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, mà Đức Thầy đã giải đáp rõ. Thì đây chữ tiên rồi đây. Có nghĩa là chữ tiên này không phải là cảnh tiên ở cõi trời, mà chữ tiên này đối với cảnh tục. Bởi vì cõi Phật cũng được gọi là cảnh tiên. Tiên là trong sạch. Cho nên lời Đức Thầy quyền thâm lắm quý vị à. Chúng ta bàn như vậy nó rốt lẹ. Như vậy thì câu thứ nhì này thầy dạy là theo đòi nghiên bút luận bằng tục tiên. Thì Đức Thầy đưa ra hai định hướng. Một là Đức Thầy đưa ra nỗi khổ của cõi đời trong luân hồi sinh tử. Hai là Thầy đưa ra con đường thoát tục, con đường giải thoát gọi là luận bằng tục tiên. Thì đó là hai cái câu khởi sự đầu tiên trong quá trình Thầy viết 776 câu này. Và Đức Thầy viết liên tục câu tiếp theo. Ta là cư sĩ cánh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Giờ mình bàn lượt hai câu cho ma một chút. Như vậy thì ta là gì? Đại danh từ Đức Thầy là ta. Đức Thầy lúc bây giờ là giả danh. Ta là Đức Thầy nghe. Chỗ này ta là Đức Thầy, một lát nữa ta mới tôi là quý vị. Chữ ta này là Đức Thầy. Ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn sát phàm, dình đạo Thích Ca. Như vậy Đức Thầy lúc bây giờ giả danh là người tại gia cư sĩ. Ta là cư sĩ cánh điền, tức là một cái người tại gia cư sĩ chuyên về làm ruộng, về nông nghiệp, về ruộng rẫy. Mình hiểu nghĩa đen là vậy. Bởi vì thật chất ra trong các cái ngành nghề hiện tại mà chúng ta thấy đó, tức là sĩ nông công thương đó, thì phải nói rõ là trong bốn cái giới này thì đồng đạo phải công nhận với tôi cái nghề nông chúng ta là nó nhàn hạ hơn hết. Đấy là mình hiểu về sự. Và tại sao thầy dạy là cánh điền? Cánh điền về sự là chúng ta làm nông đúng không? Nhưng mà cánh điền về lý đó thì mỗi đồng đạo chúng ta đang gieo trồng cái mảnh ruộng tâm của chúng ta gọi là cánh điền. Hai bạn có sự lý đồng đạo? Cái ruộng tâm của tôi và quý vị đó mình phải săn sóc nha. Cánh điền ở đây ngoài cái việc chúng ta săn sóc miếng ruộng ở xe nhà mình thì đồng thời mình phải săn sóc cái mảnh ruộng tâm của mình, cho nên gọi là phước điền y đó đồng đạo. Cho nên cái áo của các vị đại đức ngày xưa đồng đạo còn nhớ cái áo của Đường Huyền Trang không? Tức là có những cái đường gạch gì nè, đó là chữ điền. Y muốn nói cái tâm chúng ta giống miếng ruộng vậy đó. Nhưng mà miếng ruộng đồng đạo nhớ nha, dòm coi kỹ nha. Nếu như lúc nào mà chúng ta qua cái mùa lúa rồi thì cái gì nó lên? Cỏ rác mọc đầy. Cái miếng ruộng chúng ta lúc nào nó cũng có cỏ mọc ở trên á. Chúng ta nhổ ngày trước kệ sau nó mọc à. Cho nên miếng muốn cho miếng ruộng này mà đừng có cỏ là phải gieo lúa. Mà nếu muốn trúng lúa thì phải mỗi ngày mỗi thăm. Ngày nào thăm miếng ruộng mình đừng thăm ruộng người ta. À, sáng có vậy dòm miếng tâm mình coi thăm miếng ruộng mình hôm qua tốt không? Bữa nay đi làm cả ngày chiều thăm miếng ruộng mình bữa nay nó có bị sâu mọt không? Coi hồi sáng giờ có nói xấu người ta không? Hồi sáng giờ có phiền não không? Hồi sáng giờ có nóng nảy không? Hồi sáng giờ là có sân si không? Mà nếu có thì phải sáng hối, ngày mai không có gì nữa he. Bữa nay tệ lắm rồi. Bởi vì chúng ta làm ruộng mà cứ để sâu nó ăn hoài. Làm ruộng mà cứ để bù lạnh lửa ha. Sân si giống bù lạnh lửa nó ăn trái lá trơn trái đọt được. Sao đã kết quả được? Thì đó là canh điền đó, mình hiểu về sự về lý đồng đạo à. Cho nên ở đây Đức Thầy nhắc khẳng định là ta là cư sĩ canh điền. Thì muốn nói đây Đức Thầy diệu dụng. Diệu dụng để
Ngài ra đời, Ngài dạy tất cả tín đồ giáo bảo chúng ta là người tái giác cư sĩ. Mình phải khẳng định chúng ta là tái giác cư sĩ. Và hơn thế nữa, cái từ ta là cư sĩ cánh điện, đây cũng là theo cái sự phó thác của Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngày xưa trong một pháp hội, lúc bấy giờ Đức Phật có phó thác, đến thời kỳ sau này Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời và Ngài sẽ thể hiện thành một cái người tại gia cư sĩ. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên sau này chúng sanh sẽ đắc đạo vô số, vì Ngài Phật Di Lặc ra đời thể hiện là người tại gia cư sĩ dạy đạo và lập hội Long Hoa. Sau khi đến kỳ cơ hội rồi, Đức Phật Di Lặc thuyết một tràng pháp, cái người đắc đạo đông vô số. Cho nên từ đó chúng tôi mới suy ra được rằng Đức Thầy chúng ta, Ngài đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó thác ngay ở cái thời Đức Phật rồi. Cho nên Đức Thầy mới cho biết rất rõ, tức là lời Phật thuyết tôi xin nhắc lại, hoặc là Đức Thầy xác định rằng ta thừa quân xác định Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp thì nó không hết. Vì vậy cho nên Đức Thầy chúng ta, Ngài luôn luôn xưng Ngài là Ngài là người tái giác cư sĩ, bởi vì đây là cái sự phó thác Đức Thích Ca Mâu Ni rất rõ ràng. Chúng ta cũng bàn đi bàn lại, bàn ngược bàn xuôi để mình thấy rõ lẽ vấn đề. Và hơn thế nữa, giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải nhớ nghe, phải lo nghề cài cấy cũng chuyên tu hành. Hai vấn đề này đi đôi với nhau, nó giống như là cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiện chân chất, tức là vừa vật chất và tinh thần chúng ta phải song hành. Bởi vì nếu như giờ này mà vật chất chúng ta bị hụt hẫng, tôi nói ví dụ bây giờ như tôi đi, mà nếu bây giờ tôi thật là nghèo đi, nhà không có cơ sở gì cả, thì quý vị cũng hình dung được chắc tôi không có làm được nhiệm vụ này nổi đâu. Đứng đây thuyết giảng mà lo cái chiều nay vợ mình nó có gạo nấu không đó, rồi bây giờ nhà nước tương hết rồi tiền đâu mua nữa, không có tiền mua nước tương làm gì có tiền mua tàu, vậy làm sao đứng diễn đàn yên ổn được? Rồi ngày mai đi thuyết giảng là không biết có tiền đổ xăng mà chạy xuống Long Khánh Bê không nữa, thì không bao giờ Phan Chí Tâm mà làm được cái gì. Vì vậy cho nên chúng ta muốn làm đạo mà cho nó phải nó toàn vẹn đó. Vật chất dù rằng là giả tạm, nhưng mà chúng ta cũng đừng có, phải nói rõ là mình đừng có dễ ngươi. Bởi vì nếu không có tiền, không có tiền, không có cái phương tiện, không giờ chúng ta làm được. Đồng đạo đến đây dự tiết giảng phải có chiếc xe mới được, mà nếu không có xe đi được không, không có tiền qua đò vào đây được không, phải không? Cho nên người tín đồ là một giáo mạo, chúng ta phải vừa lo làm ăn. Cái vấn đề làm ăn là một vấn đề phải nói rõ là đầu tiên đó, rồi đi đôi làm ăn chúng ta phải lo tu hiền chân chất. Bởi vì mình người tái giác cư sĩ mà, chúng ta còn có trách nhiệm để lo tròn cha mẹ như thế. Và ngoài ra chúng ta còn phải tế độ dân nghèo trong lúc túng. Nhưng mà chúng ta nhớ làm ăn có tiền để làm đạo nha, chứ không phải làm ăn có tiền để làm danh làm lợi. Bởi vì tu hành Phật giáo phải gì, tu hành Phật giáo cũng vì tiền nè, mà thầy rất rõ nè, tu hành dương thế cậy đồng tiền chứ. Phật giáo vì tiền phải ngưỡng nghiêng. Cho nên hôm nay chúng ta làm ăn có tiền, quý vị biết có tiền đổi gì không? Chúng ta nhớ có tiền đổi phước đức nha, chứ không phải có tiền đổi nhà lầu, đổi xe hơi, đổi danh, đổi lợi. Có nghĩa chúng ta dùng tiền giả mà đổi phước thiện, thấy không đó? Như vậy mới thực hiện đúng à. Bây giờ tôi làm ra tiền, đồng tiền này ngoài cái việc lo tròn cha mẹ như thế, ngoài cái việc chúng ta tạo cái kiếp sống, sau đó tiền này là tôi đi làm phước. 100.000 đồng sáng nay ra chợ mua đồ ăn thì nó hết, đó là tiền giả, ăn cho bụng hết rồi. Mà 100.000 này sáng nay ra chợ gặp người nghèo, cho người nghèo 50.000, 80.000, còn 20.000 thôi mua một bó rau thôi, ăn cũng đủ nữa, thì lúc bây giờ 100.000 là thiệt. Bởi vì phước 100.000 này là phước thiệt. Thì đó, có như vậy chúng ta thực hiện đúng là Đức Thầy đó. Còn nếu như giờ này mình tạo ra tiền, mình cứ bo, mình cứ giữ hoài, cứ làm thêm nữa, không biết làm phước, thì lúc bây giờ cái gì cũng giả hết. Đó gọi là tạo duyên giả mà phàm gian thân giả. Kính thưa đạo, cho nên đó, Đức Thầy dạy rất rõ, lo nghề cài cuốc cũng chính tu hành, là chúng ta vừa lo làm ăn mà chúng ta vừa tu. Đồng đạo làm đó tiền của, mà đồng đạo làm việc thiện giúp đời, thì đó thật sự là lo làm ăn và lo, tức là vừa lo tu đó. Rồi đồng thời chúng ta vừa lo làm ăn, mình phải dành thời gian để cúng lại, phải dành thời gian niệm Phật, phải dành thời gian để chúng ta cùng đồng đạo mình làm tuần, đi cầu nguyện, giữ thiếp giảng, vân vân. Thì đây là những cái nét văn hóa của đạo mà.
phải không đồng đạo? Còn nếu giờ chúng ta lo làm ăn, mình không lo tu bây giờ, bằng bữa nay cực quá, về chiều nay cúng không nổi, bỏ cúng, vậy là không được đâu. Bữa nay cực quá, thôi không có niệm Phật, thì cũng không sống đâu. Tức là hai cái này, vật chất và tinh thần, chúng ta đi đâu với nhau? Kính thưa đồng đạo, tức là lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Và quan trọng thầy dạy là xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao triêng. Thì lúc bây giờ chúng ta nhớ cái chỗ nào mà tranh đấu, cái chỗ nào mà danh lợi thì chúng ta xa nha. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta là người tu đó, quý vị nhớ ông bà mình dạy một câu phải nói hết sức là chí tình chí lý. Con ơi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình là người tu thì làm ơn quý vị kiếm bạn tu chơi giùm tôi. Mình là người tu mà sáng sáng ở quán cà phê á, quán cà phê này là toàn là bàn việc bóng đá không à, bàn việc thời sự chính trị không mà không được, không được, lúc giờ nó chuyển chúng ta qua mất tiêu. Vậy nên mình đâu có xa nơi tranh đấu lợi danh đâu, phải không? Cho nên đồng đạo chúng ta là người tu ở đây không phải là tu phân biệt đâu, nhưng mà thật sự là vậy. Thì chúng ta cũng có thể là kiếm bạn tu để đàm đạo. Giống như giờ này tôi và vị này chúng ta đang xa nơi tranh đấu lợi danh để chúng ta cùng nhau đàm đạo nè. Thay vì buổi sáng nay mình đi làm cũng kiếm được vài trăm ngàn chẳng hạn vậy, hoặc giả là những người mà có công việc hơn nữa thì chúng ta làm một ngày kiếm vài triệu bạc, nhưng mình không cần, tại vì cái mình cần là đạo thôi. Vì chúng ta làm hoài đó giờ cũng vậy hả, lo giàu nghèo lo mãi chẳng thành à, ham công danh quên chữ sanh thành à, bên vui mình cầu dưỡng dục. Vì vậy cho nên ở đây Đức Thầy mới dạy là xa nơi tranh đấu lợi danh. Cái nào mà có sự hơn thua với nhau đó thôi chúng ta thiệp đi, đi về không được. Rồi cái nào mà nói danh lợi nhiều quá đó, tu hành mà bàn vũ tiền bạc nhiều quá, đồng đạo cũng tranh đánh xa dùm thôi. Tu hành thì cũng cần tiền nhưng mà vừa vừa thôi. Tôi bây giờ cũng vậy đồng đạo. Đồng đạo mà giàu có mà nói chuyện tiền nhiều quá tôi nghe tôi ngán lắm. Mình ngán biết sao ngán, sợ mình nhiễm. 200-300 ngàn không nhiễm, mà 5-10 tỷ, 200 tỷ mình nhiễm làm sao, phải không? Cho nên cái sợ là sợ mình nhiễm. Cho nên mình cũng phải tránh cảnh một chút nha. Tu phải tránh cảnh một chút đồng đạo à. Chứ đừng nói là mình còn yếu mà. Mình biết mình yếu, mà mình yếu mà mình lui thiền giữa dòng to gió lớn mới nhận chìm thuyền luôn. Lúc nào thấy mình cũng yếu hết. Nên thầy mới dạy là xa nơi tranh đấu lợi danh nè. Cái quan trọng là giữ lành thanh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trau triêng. Cái quan trọng là chúng ta phải giữ làm sao cho cái tâm của mình được thanh tịnh. Chữ thanh là trong sạch, chữ tịnh là yên lặng. Như vậy thì muốn giữ cho tâm mình trong sạch, cho tâm mình yên lặng, mà nếu đồng đạo không lánh cảnh là không bao giờ chúng ta giữ được. Phải nói rõ, không bao giờ chúng ta giữ được. Vì vậy cho nên mình phải lánh. Lánh ở đây là chúng ta không có chạy theo danh lợi, để mình thúc niệm thân tâm. Và hơn thế nữa, cái lánh ở đây chúng ta phải nép mình trong giới luật. Bởi vì có giữ giới luật, lòng chúng ta mới thanh tịnh. Bởi vì một cái bài toán muốn giữ lòng thanh tịnh thì phải bằng cái việc chúng ta trì giới. Có trì giới mới giữ lòng thanh tịnh. Còn giờ này nếu mà chúng ta còn phạm vào giới luật thì xin thưa rằng chúng ta không giữ lòng thanh tịnh. Rồi bên cạnh lòng thanh tịnh, thầy mới dạy là tánh lành trao triêng. Bởi vì khi giữ lòng thanh tịnh mới sinh ra tánh lành. Trao triêng là gì? Là chúng ta bắt đầu trao sữa, làm cho phát triển ra cái đào tánh lành thì chúng ta làm phát triển, mà cái đào tánh không lành thì chúng ta đưa nó ra ngoài. Thế nào gọi là tánh lành? Tánh lành gọi là tánh thiện. Tánh lành ở đây còn gọi là tư tưởng tốt, lòng thương người, mến Phật. Thấy người ta khổ đau, mình thương người ta thì đó là tánh lành. Rồi ngược lại tánh lành là hung dữ, ích kỷ, nhỏ mọn, đố kỵ, vân vân. Và đặc biệt tánh lành biểu hiện cho Phật, ngược lại tánh lành đó là ma. Bởi vì ma Phật trong lòng lửa phải tầm đâu, hoàn toàn cho lòng chúng ta. Khi mà tâm chúng ta khởi ra một niệm thì đồng đạo phải biết rằng niệm đó là niệm ma, niệm Phật. Đặng chi khi mình biết cái niệm đó niệm ma thì mình phải dập tắt nó ngay. Bởi vì nếu mà nói theo cái luật của Phán Quan, khi mà tâm chúng ta khởi niệm, lúc bây giờ Phán Quan chưa ghi tội, mà trừ khi chúng ta duy trì cái niệm đó thời gian dài, lúc bây giờ Phán Quan ghi tội. Còn nếu như mình vừa khởi cái niệm tà, khởi niệm ma, mà chúng ta quay trở lại khởi niệm chánh thì coi như xóa tội. Đây là chúng tôi nói có sách nha, chứ không phải là tự mình suy diễn đâu. Tại vì chúng tôi có hiểu về cái luật của là Phán Quan của Diêm La Vương, nó đặc biệt như vậy. Còn mà từ cái tư tưởng ma đó mà mình hành động, nói năng thì lúc bây giờ nghiệp nó nặng rồi.
Đó là đương nhiên là gây nghiệp rồi, lúc vậy là tội là ghi rồi, lúc là lưỡng thần cái chấp liên miên không có trót cãi được. Vì vậy cho nên mỗi đồng đạo chúng ta hiểu được rằng cái tư tưởng thương yêu của mình đó là tư tưởng Phật. Nếu như mình mà tư tưởng này mà nó có sống dậy rồi thì mình làm cho nó phát triển thêm nữa, gọi là trao chia. Còn nếu tư tưởng tà ma nó khởi lên, tư tưởng hỉ nộ ái ố ai cụ dục, gọi là thất tình, là lục dục, mà nó khởi lên thì chúng ta nên diệt trừ nó đi. Cũng giống như ông Trần Lý hỏi Đức Thầy đó, thế nào là Phật là ma đó. Mà Thầy nói rất, Thầy dạy chúng ta rất rõ là làm gian ác là quỷ là ma nè, làm chứng chánh là tiên là Phật. Thì Thầy trả lời gọn à, khi mà ông có tư tưởng phải nói rõ là chửi mắng hung sùng không thương cái ăn ngựa của ông thì đó là tưởng ma. Còn ngược lại cái tư tưởng ông thương cái ăn ngựa của ông, thương người bên Phật thì đó là tư tưởng Phật. Vì vậy Thầy dạy đây là giữ lòng thanh tịnh, tánh lành, trau chiết. Thì muốn nói rằng mỗi đồng đạo chúng ta phải giữ giới, và chúng ta phải sống trở về bên trong. Chúng ta phải chuyên trì niệm Phật, bởi vì có chuyên trì niệm Phật mới tánh lành trau chiết được, mới giữ lòng thanh tịnh được. Còn nếu như mình mà không chuyên trì niệm Phật thì sao? Lúc bây giờ tâm chúng ta bị vọng niệm chúng sanh nó quản, bị vọng niệm chúng sanh làm chủ thể. Mà khi tâm chúng ta bị vọng niệm chúng sanh nhiều quá thì làm gì chúng ta có tánh lành, lúc giờ tánh dữ không à. Bởi vì còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, thương cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, nè ghét cũng tưởng, thất tình lục dục nè, những cái này là hoàn toàn là vọng niệm chúng sanh. Cho nên giờ này đặt ra vấn đề muốn giữ lòng thanh tịnh nó lành trâu chia thì phải làm sao? Thì cho lại gọn, phải giữ giới, phải niệm Phật. Có giữ giới có niệm Phật, niệm Phật nhiều thì tánh lành nhiều, niệm Phật ít thì tánh lành ít, vậy thôi. Niệm Phật nhiều thì thanh tịnh nhiều, mà niệm Phật ít thì thanh tịnh ít. Mà chúng ta phải nhớ niệm Phật là phải niệm vào nơi tâm của mình, rót câu luật tự vào trong tâm của mình, tức là ghi vào lòng sáu chữ Di Đà. Thì như vậy nó tánh lành chúng ta mới càng ngày càng mở rộng phát triển. Vì vậy câu tiếp theo Thầy mới dạy là gắn công trì niệm sớm khuya. Đến cái câu này chúng ta thấy sáng nè, phải không? Mình đặt cho một cái tiền đề ở câu trước là Đức Thầy dạy tánh lành trâu triêng là chúng ta cần phải niệm Phật, cần phải giữ giới. Và cái sự này Thầy dạy thêm là gắn công trì niệm sớm khuya, có nghĩa là mình phải dụng công sớm khuya. Nếu nói về nghĩa đen là chiều hôm sớm mai. Cái từ sớm khuya đây nó gắn liền với cái câu mà Thầy dạy rất rõ, tức là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu đó thì sẽ được tòa chương dự kế. Như vậy thì gắn công trì niệm sớm khuya, Đức Thầy cũng đặt để cái thứ nhất là chúng ta phải có hai thời cúng. Giống như đoạn khác mà bà Chá Đét Thầy dạy là muốn cho nên khuya sớm chuyển cận, lòng chí nguyện cho cầu Phật Thánh, thì đó là mình hiểu về phân sự. Cho nên gắn công trì niệm sớm khuya thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải có hai thời cúng. Đây là cái điều tính đặc thù của người tín đồ Đạo Phật giáo hòa hảo. Nếu như giờ này mà trong con đường tu chúng ta mình không có cúng là không được. Bây giờ ít nhất mình nói nôm na là tệ nhất đi thì người tu mình cũng có ngày hai thời. Còn giờ này mình là cái người tu hành của Đạo Phật giáo hòa hảo, nhất là người tại gia cư sĩ, mà mình không có hai cái thời cúng thì lúc bây giờ chúng ta cũng chưa phải là cái người bước vào cửa đạo cũng được đó. Nhưng mà chúng ta được ở một cấp độ khác. Còn cái chúng ta bàn ở đây ta là Đức Thầy, là mình được trở thành tín đồ của Đức Thầy, tín đồ thực thụ của Đức Thầy, thì chúng ta không thể thiếu hai thời cúng, gắn công điểm sớm khuya. Và đồng thời hai thời cúng này, nếu nói về sự chúng ta cúng hai thời, nhưng mà nếu nói về lý đạo thì gần như lúc nào chúng ta cũng phải nhớ Phật. Đúng như câu Thầy dạy, tưởng nhớ Phật nhăn cơm bữa mà vọng củ quyền sắp tóc màu vậy. Gần như sớm khuya đây lúc nào chúng ta cũng nhớ Phật. Thì đây là một cái tư tưởng gọi là tư tưởng chân chánh, tư tưởng hằng hữu. Chúng ta sống với tịnh độ tại tâm, với cực lạc tại tâm. Vì vậy cho nên câu tiếp theo Thầy dạy là thân ti còn tục mà tâm liền còn mới. Cho nên từ ở góc độ là chúng ta cúng lại sớm chiều để làm một vấn đề căn bản. Rồi sau thời cúng đó thì làm sao chúng ta phải nhớ những gì mình nguyện hứa để chúng ta sống trọn vẹn với Đức Phật. Bởi vì chúng ta là Phật Nhi mà, chúng ta là con Phật rồi. Khi có hai thời cúng là mình là con Phật rồi. Mà Thầy dạy làm Phật Nhi mới được lòng thành thì mới được vãng sanh cực lạc. Cho nên từ ở cái chỗ mà chúng ta cúng lại sớm khuya, sau tiếp đó thì Thầy dạy chúng ta rất rõ là thân ti còn tục mà tâm chúng ta phải lìa khỏi nơi. Thân là người phạm tục, thân chúng ta là thân tứ đại, nhưng mà tâm chúng ta lúc bây giờ phải nói rõ là gần như là tâm chúng ta là vượt khỏi người phàm đồng đạo. Nó giống như trường hợp mà chúng ta thường thường mình hiểu đó,
Tức là đặc tính của hoa sen đó, gừng bùng mà chẳng hoa tanh mùi bùng. Nói một cách khác vậy đúng không? Giờ này thân tôi và quý vị là những người tại gia, thân chúng ta là người tại gia, nhưng mà mình làm sao cái tâm mình phải là cái người xuất gia, cái người ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não mới đạt được đạo. Bởi vì cái thân này là cái vỏ bọc, cái thân này chỉ là phương tiện, cái thân này chỉ là người tại gia bình thường đúng không? Nhưng mà cái tâm chúng ta là mình phải xuất gia từ lâu lắm rồi quý vị ạ, mới đạt được kết quả. Cho nên đây là một góc độ rất là cao à. Góc độ này góc độ thượng thừa mới đơn giản đâu. Cái câu thân ti còn tột tâm lìa cõi mây, mà nếu chúng ta luận ra đó thì đây là góc độ phải nói rõ, đạt đến góc độ là phải nói là gần như đạt chỗ tâm không. Đạt ở chỗ gọi là trí huệ bát nhã ba la mật đa, đạt ở cái chỗ đáo bị ngạn đó. Bởi cái người đạt được tâm không, đạt được trí tuệ thì mới đạt ở chỗ là tâm lìa cõi mây. Cho nên muốn đạt được tâm lìa cõi mây không phải là dễ. Chúng ta phải cần có bố thí, có nhẫn nhục, có trì giới, có tinh tấn, có thiền định thì mới sinh trí tuệ, mới đạt ở chỗ này. Cái chỗ này là chỗ thầy dạy hãy tìm kiếm, cái không mới có nè. Cái chỗ này là chỗ thầy dạy là mài gương trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếp chữ sắc không. Cho nên chúng ta bàn mà thấy nó càng ngày chúng ta càng đi sâu vào chân lý. Nhất là trong 14 câu này chúng tôi tâm đắc nhất là cái câu này. Đây là một cái phương pháp tuyệt diệu về tu Phật. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta bây giờ thử mình nhìn lại mình. Mà nếu đồng đạo còn thấy được tâm mình đó, nó chưa lìa cõi mới, nó còn bám víu, nó còn tham đắm nơi cõi trần này, thì chúng ta thấy là đường tu mình chưa đạt đỉnh. Trừ khi mình sống trong nhà thế tục, mình vẫn có vợ, có chồng, có con, có cái. Nhưng mà đây nó chỉ là nghiệp lực thôi. Lúc nào tâm mình cũng là cái người xuất gia, tâm mình không còn nghĩ những cái việc trong thất tình lục dục, không còn nghĩ trong cái việc danh lợi tình, thì lúc bây giờ chúng ta thấy đạo mình đã đạt được cái đỉnh cao đó. Đó là chúng ta bàn về văn tự là vậy. Tuy nhiên trở về lý đạo thì xin thưa rằng vấn đề này nó thì cực kỳ khó. Nhiều khi đồng đạo chúng ta ăn chay mấy chục năm, nhiều khi chúng ta công phu hành đạo mấy mươi năm, nhưng mà mỗi đồng đạo nhìn lại cái tâm mình, đôi khi mình vẫn còn mê gì ạ. Mình vẫn còn mê, chúng ta chưa lìa khỏi mê đâu. Vì vậy cho nên mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Cho nên trạng thái mà tâm lìa khỏi mê là đây là cái trạng thái mà phải nói rõ là chúng ta phải giữ làm sao lục căn của mình không ô nhiễm lục trần, chúng ta mới lìa khỏi mê được. Phải nói gọn, đây là trạng thái mà thầy dạy rất rõ. Cái trạng thái này là một cái trạng thái là gần như đó chúng ta không còn ô nhiễm. Đây là một trạng thái mà phải nói rõ là diệt lục căn, đừng nhiễm lục trần, chữ sắc tinh chứ có hầu gần hương với vị sát trần nên lắm nè. Chữ xuất pháp cho gương hiền thánh, tránh sáu đường cũng đặng về thần. Bởi vì giờ này đồng đạo gẫm đi, nếu mà nhãn chúng ta còn ưa xem sắc đẹp, tai chúng ta còn ưa nghe những điệu âm thanh, mắt chúng ta ưa xem sắc đẹp, tai nghe điệu âm thanh, lưỡi chúng ta còn ưa đồ ngon béo, thân chúng ta còn ưa sự sung sướng, ý chúng ta còn ưa chức phận cao, thì đó chúng ta còn mê. Khẳng định là còn mê. Vì vậy mà đạt ở chỗ là cư trần bất nhiễm, lẫn tục đừng mê, lúc đó mới hết mê. Vì vậy cho nên đạt ở trạng thái làm sao mà mắt mình á không ưa xem sắc đẹp, tai mình không ưa nghe những điệu âm thanh, mũi mình không ưa ngửi hương thơm, lưỡi mình không ưa đồ ngon béo, thân mình không ưa sự sung sướng, ý mình không ưa chức phận cao, thì như vậy chúng ta mới hết mê. Khó dữ nghe. Chỉ cần một món trong sáu món này thôi chúng ta thấy mình còn mê. Con nó dọn mâm cơm ra thiếu trái ớt thôi là bứt trước trong mình rồi mà nó hết mê sao đây. Nếm vô một miếng canh chua chèn ơi sao má mày bữa nay niêm canh này ngọt quá, mặn quá, chua quá. Vậy nó còn mê rõ ràng, còn gì đâu hết mê. Mình buông nó mình nói đạo cao không à. Nhưng mà cái chuyện lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần này thì chúng ta thấy bao nhiêu là mê. Hôm nay đám lòng từng nhớ nhớ chiều nay ghé nhà ông đó ăn, nhà ông đó đãi ăn ngon lắm, nhà dưới kia đãi không ngon. Vậy là rồi rồi tiêu rồi. Bữa nay đám lòng từng là tiêu rồi, có cái tu hành gì đâu đồng đạo. Bao nhiêu đấy mình mê rồi phải không đồng gì. Cho nên không có nói nhiều, vì chỉ cần nói cái lưỡi mình thôi thì mình mê nhiều rồi. Mà trong đó thầy dạy chúng ta là thân ti còn tục tâm lìa cõi mê. Bởi vì nhắc ra thì thầy nói nhắc ra thì dạ ngọc đớn đau phải không đồng đạo. Sao không đớn đau, nhắc ra dính đến trơn không đớn đau sao được. Mà không nhắc đến biết đâu dân sửa. Thầy vậy đắc rõ rồi. Vì vậy đồng đạo phải khẳng định với tôi,
chúng ta thấy vậy còn tệ lắm. Tôi thường nói mình là chúng sanh chính hiệu mà. Câu này tôi thường nói, thật sự là mình thấy rõ là mình rất là tệ. Cho nên chính vì chúng ta còn tệ, mình ở đây thì làm đạo đáng sửa nha. Cho nên qua cái câu thân ti còn tột tâm lìa, cõi mê không phải là dễ. Vì vậy thầy mới dạy là chí con gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương. Bởi vì chính vì cái lý do chúng ta còn mê quá, vì vậy thầy mới rải hạt giống bồ đề. Giống bồ đề là giống Phật, bồ đề là giác, bồ đề là Phật. Như vậy thì bây giờ đức thầy chí tôn giống bồ đề, đức thầy gieo giống bồ đề đó. Nhưng mà mỗi đồng đạo chúng ta phải hấp thụ giống bồ đề ấy. Bởi vì có thụ giống bồ đề ấy thì lúc bây giờ mình mới trở thành quyến thuộc bồ đề. Mà khi chúng ta trở thành quyến thuộc bồ đề rồi thì mình mới có một cái sự nhân duyên với nhau. Còn nếu như thầy gieo giống bồ đề, mảnh đất tâm chúng ta có đúng không? Mảnh đất tâm mình nói nãy rồi, tức là mình có cái đụng tâm rồi. Vì vậy hôm nay chúng ta gặp đức thầy gieo giống bồ đề, nhưng mà hạt bồ đề đức thầy gieo mảnh đất tâm của mình không lên cây, không kết quả, thì không đạt được kết quả. Vì vậy cho nên khi đức thầy gieo giống bồ đề xong rồi thì lúc bây giờ chúng ta phải tứ phân. Tứ phân tứ nước là phần của mình. Mà thầy dạy là hạt bồ tiết giống kia bất luận, thải một mầm trổ lá mấy màu. Cho nên hôm nay ngồi đây là chúng ta đang tứ phần. Quý vị và tôi, chúng ta đang tứ nước. Giờ này chúng ta đang nghe Phật Pháp là chúng ta đang vô phần, đang vô nước. Vô phần nước xong rồi về nhà cúng lại làm từ thiện là chúng ta đang vô thuốc dưỡng. Rồi hàng ngày chúng ta phải nói rõ là công phu, thì lúc bây giờ mình cứ bón phân khác. Nào là phân đạm, nào là DAB, phải làm liên tục như vậy thì bồ đề mới nảy nở. Còn giờ này đức thầy gieo giống bồ đề đúng không, mà chúng ta không bón phân, chúng ta không tưới nước, thì cây bồ đề này nó chết héo quá vậy. Cũng giống như chúng tôi đưa ra một ví dụ, khi đồng đạo chúng ta niệm Phật thì ở bên cõi Tây Phương, ở bên đó là nó có cái ao sen tắc bảo bệnh á. Thì lúc bây giờ nó có cái cây sen của chúng ta, ở đây tôi niệm Phật đó, tức là chúng sanh mà khi nguyện sanh về cực lạc đó, thì lúc bây giờ ao sen tắc bảo có cây sen tên là Phan Chí Tâm. Thì cây sen này nó lúc đầu nó mới lên cây thôi. Thì bên đây nếu Phan Chí Tâm có ăn chay, có niệm Phật, có làm lành thì cây sen kia được tứ nước tứ phân phát triển tốt. Mà bên đây mà Phan Chí Tâm tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm, thì cây sen kia nó héo mới chết luôn. Vậy thôi. Rồi đơn giản là vậy thì cũng y vậy đó. Cho nên cây bồ đề thầy dạy đây, chúng ta phải nhớ rằng hôm nay đức thầy đã gieo giống rồi, mà mình mà không hấp thụ được cái tinh hoa để chúng ta lo hành đạo thì cái giống đức thầy gieo nó vô bổ đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay muốn đạt được cái duyên này thì tất cả chúng ta trong các pháp môn tu hành thì chúng tôi xin nhắc lại, không ngoài niệm Phật. Bởi vì hôm nay chúng ta niệm Phật, chúng ta gieo duyên mà. Niệm Phật mà cái lấy thiện duyên mà. Cho nên hôm nay mình có niệm Phật, đức thầy gieo giống thầy dạy niệm Phật, mà chúng ta có niệm Phật hay là đức thầy, đó là mình gieo duyên, mình sẽ trở thành quyến thuộc bồ đề. Cho nên nói, nếu nói quyến thuộc bồ đề kia ạ, đằng sau này cái người này có trách nhiệm cứu người kia. Tôi và quý vị giống như Phật Ấn và Tô Đông Pha vậy. Chẳng những ở đây mà tất cả cộng đồng đồng đạo chúng ta, chắc tôi tin tưởng rằng không bao giờ mà quý vị vui vẻ khi một mình nên quý vị về bên kia mà bỏ tôi bên đây, vì không vui vẻ đâu. Mà tôi cũng vậy. Cho nên khi mà trở thành cái thuộc đề rồi thì lúc bây giờ chúng ta có trách nhiệm để lôi kéo vào lẫn nhau. Cái người này đi nổi thì mừng, mà người kia yếu yếu thì chúng ta cũng kéo người kia theo. Thì điều này đồng đạo làm rất tốt nè, phải không? Nổi mà cái phong tục, cái nét văn hóa làm từng cầu nguyện của chúng ta là mình đang lôi kéo đó. Đồng đạo nào mà giả sử còn thiếu một chút xíu công đức nữa chưa về cực lạc đó, mà nếu tổ chức làm từng cầu nguyện trang nghiêm thanh tịnh là tôi tin chắc rằng chúng ta kéo theo được hết. Kéo được hết. Tức là người nào người này kéo người kia, người kia kéo người nọ, tất cả chúng ta trở thành quy thuộc bộ đề, thì lúc bây giờ mới giải thoát được. Mà đạt kết quả là phải quyết một lời tá độ tâm thì nó không hết. Vì vậy cho nên có làm được như vậy thì thầy mới dạy là kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương. Thì khi chúng ta bàn đây phải rõ hơn nữa đồng đạo. Bởi vì lúc bây giờ đồng đạo nhớ nha, đức thầy gieo giống bồ đề xong rồi, nhưng mà cuối cùng cái hoa trái bồ đề là gì?
cái hoa trái của cây bồ đề phải mọc ra cái quả, cái hoa là lương thiện. Còn nếu như cái hoa trái của bồ đề mọc qua cái hoa quả đắng ngắt à, cái hoa quả ích kỷ à, bởi vì tu mà còn ái ố sân si, tu còn nhiều tánh dị kỳ trần mê, thì làm sao có Phật giữa kể. Cho nên hôm nay khi chúng ta tu hành là mình đang hưởng được hạt giống rồi, đúng không? Tu 5 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm mà nếu chúng ta được lương thiện là qua trái lành, lúc ấy được Đức Thầy dắt về Tây Phan. Phan là phương, bởi vì đây là do văn chương, giống như gạch đam về nhà đó, đam là đem, chứ chúng ta đừng chấp vào từ ngữ. Còn nếu chúng ta tu 5 năm, 3 năm, 5 tháng, 3 tháng mà lúc bây giờ không có trái lương thiện mà ta đã tràn tưởng gì. Ông Phan Chí Tâm nó đạo hay lắm, ông còn ích kỷ lắm, ông còn nhỏ mọn lắm, ông kỳ cục lắm, thì đầu này là tiêu rồi. Lúc bây giờ là không dắt về Tây Phương mà dắt về địa ngục, phải không? Như vậy thì cái công trình thầy đã đời mà đạo nó được gì đâu. Cho nên cái quan trọng thầy dắt là dắt người lương thiện nha. Lúc thầy gieo giống là gieo hết, bởi vì đâu đâu bá tánh cũng con lành, thầy giải cho điều khắp chúng sanh, hay hoặc là cũng đồng cốt nhục bài thai. Khi đó thầy gieo giống thầy gieo hết trơn á, nhưng mà khi thầy dắt đi thầy lựa người thầy dắt nha, chứ không phải ai thầy cũng dắt đâu. Bởi vì nữa sau lọt lại quýt tỳ cũng chê nè, Đức Thầy chỉ dắt cái người lương thiện, cái người hiền, cái người lành. Đúng vậy, câu mà thầy dạy cũng không thèm trọng bạc tiền, quyết lòng tìm kiếm người hiền mà thôi. Chẳng những Đức Thầy dắt người hiền, người lành, người lương thiện, mà ông A Di Đà cũng đang kiếm người lương thiện đồng đạo. A Di Đà nhìn xem khắp cõi đặng trông chờ mong mỗi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức, thì phải rõ ràng vậy không? Cho nên chúng ta nhớ là phải lương thiện nha, thầy mới dắt. Cho nên đạo nếu không lương thiện thầy không dắt. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới cho tất cả tánh lương thiện. Do đó câu tiếp theo Đức Thầy mà dạy là dạy khuyên những kẻ ngổ ngang, tức là những con người không lương thiện. Kẻ ngổ ngang này có hai ý. Ý thứ nhất, kẻ ngổ ngang là cái người ngang ngược, cái người hung sùng bạo ngược là kẻ ngổ ngang. Cái thứ hai, mà cái người hung sùng ngang ngược mà không tu đó, thì theo tôi nghĩ cái kẻ ngổ ngang này nó cũng đỡ, không đến nỗi. Mà cái mà tôi sợ nhất là cái người tu chúng ta đó, mình tu nhiều năm mà mình không hồi hiền lương, mà mình không thực hiện đúng là Đức Thầy, lúc đó mình cũng là trở thành kẻ ngổ ngang. Cái người tu mà trở thành kẻ ngổ ngang, cái này mới là cái chúng ta bàn. Hồi đó giờ tôi không nói ý này, hồi đó giờ mình chỉ nói là dạy khuyên cái ngổ ngang là dạy cái người không tu, đúng không? Nhưng mà chưa chắc. Ví dụ bây giờ mình là tín đồ Đức Thầy, Đức Thầy không cho phép chúng ta làm cái này, không cho phép chúng ta làm cái kia. Ví dụ đại để đi, Đức Thầy không cho chúng ta bàn thực hiện thiên cơ, Đức Thầy không cho tín đồ Đức Thầy làm ác, Đức Thầy không cho chúng ta phạm 10 điều ác. Mà đằng này chúng ta tu, mình còn bàn thời cuộc thiên cơ, mình còn phạm 10 điều ác, thì lúc đó mình có phải là kẻ ngổ ngang không? Cái này phải nói còn hơn ngang ngược đó, bởi thầy gian đường làm theo ngã nè. Thì cái trường hợp ngổ ngang này mới là trường hợp chúng ta đáng bàn. Kính thưa đồng đạo, nhưng mà mình an tâm, Đức Thầy dạy chúng ta có một cái phương châm hành đạo. Cho nên thầy khẳng định là giải quyết những kẻ ngổ ngang, giàu có ngang ngược hung tàn cái nào, Đức Thầy có thuốc trị hết, chỉ cần chúng ta chịu tu, chịu làm theo. Cho nên nếu như đồng đạo nào mà hung tàn bạo ngược khó tu, giống như trường hợp Ương Hoạt Ma ngày xưa, hoặc giả là đồng đạo nào đang tu mà mình chưa thành người hiền lương, thì giờ này chúng ta phải uống thuốc thực hiện cái là Đức Thầy dạy qua câu tiếp theo, đó là biết câu luật tự dình đạt, đúng không? Cho nên cái phương pháp này, cái phương pháp biết câu luận tự vị đàn tứ ân, đây là khắc tinh để chữa trị lành cái bệnh ngổ ngang của chúng sanh và cái bệnh ngổ ngang của tôi và quý vị nãy giờ chúng ta trình bày. Kính thưa đạo, như vậy thì biết câu luận tự có nghĩa rằng Nam Mô A Di Đà Phật luận tự, thấy gì ít có người biết nghe quý vị. Chúng ta có nghe thuyết giảng, có hành đạo thì mình mới biết được câu luận tự là nước cam lồ, là một cái vị thuốc, phải nói rõ là trị được bá bệnh. Rồi đa phần một số người bên ngoài, người ta không gần với đạo thì người ta đâu biết câu luật tự là cái màu nhiệm thế nào đâu. Rồi hơn đó nữa, cũng có một số đồng đạo chúng ta, mình bàn đồng đạo một chút đi, ở ngoài mình bàn ít một chút, bàn ở trong trước đi. Nhiều khi câu luật tự không biết,
mà chúng ta lại biết tương tự. Nó đặc biệt vậy. Tức là Nam Mô A Di Đà Phật thì không có thuộc, mà thuộc A Di Đà Phật. Vậy là không được đâu. Cho nên đây thầy dạy chúng ta là biết câu luật tự là phải là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà Đức Thầy dạy là Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi đứng nằm ngồi đáng niệm chớ quên, không là gì thật khác. Mà chúng tôi cũng phải nói hồi đó giờ nói cái vấn đề này phải nói rõ là khang tiếng đồng đạo về cái vấn đề giữa tứ tự luật tự. Cái tông đạo Phật giáo hảo chúng ta phải là sáu chữ. Còn cái chuyện bốn chữ là chuyện này tôi không bàn. Cái chuyện đó là chuyện bên ngoài, mình không có đến xỉa đó. Và hơn cái nữa, nếu như người nào là tín đồ của thầy, tín đồ Phật giáo hòa hảo mà bắt chước bên ngoài niệm A Di Đà Phật thì xin thưa rằng kết quả không có cao. Chúng ta tu theo ông này mà lấy bài vở của ông khác thì lúc đến cái ngày cuối cùng thầy về, thầy nói người này không phải tín đồ của tôi. Vậy thôi. Chứ giờ chúng ta không dám nói thêm nữa, mình nói nôm na là kết quả không cao. À, không có trung thành, không có trọn vẹn như chúng ta bàn nãy giờ. Và đặc biệt đi đôi với biết câu luật tự thì Đức Thầy dạy chúng ta là dình đàn tứ ân, niệm Phật xong chưa đủ. Bởi vì cái kẻ ngổ ngang là thường thường cái kẻ này ngang ngạnh lắm. Kẻ này là cái kẻ không có biết về lễ nghĩa, không có biết về ân nghĩa hết. Vì vậy cho nên cái người ương ngạnh, ngang ngạnh, không biết lễ nghĩa thì người này về tâm thức thì chuyên trì niệm Phật, về tướng thì phải lo dình đàn tứ ân, tức là phải lo đền trả ơn tổ tiên cha mẹ, rồi ơn đất nước, ơn tam bảo, ơn bảo nhân loại, thì đó là dình đàn tứ ân, kính thưa đạo. Cho nên hai câu giảng này giải quyết những kẻ ngổ ngang biết câu luật tự dình đàn tứ ân, thì ý Đức Thầy muốn nói rằng Đức Thầy sẽ có đầy đủ điều kiện để nhắc nhở, để dạy dỗ. Ngoài việc dạy tìm con lành thì bên cạnh đó cái người không lành thầy cũng dạy hết. Chỉ cần trở lại với Đức Thầy, chỉ cần chúng ta có niệm Phật, có đền trả tứ ân, thì đồng đạo chúng ta giàu hung tàn bạo ngược cỡ nào, nhưng mà từ từ mưa dầm thấm đất. Một ngày niệm vài câu Phật, một ngày niệm vài ngàn câu Phật, vài trăm câu Phật, và chúng ta phải cố gắng thực hiện theo tứ đại trọng ân, thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ được, sẽ được, kính thưa đồng đạo. Do đó cho nên câu hai câu cuối cùng thầy đã dạy rất rõ là ở trần xử trọn nghĩa nhân, quyết làm coi Phật, gửi thân liên đạo. Như vậy thì đây là hai câu kết từ bốn câu này. Cho nên khi đến mức độ kết cuộc lại thì cuối cùng thầy dạy sao ở trần, tức là chúng ta sống trong cõi đời này phải quan trọng, phải xử vẹn, xử trọn nghĩa nhân. Bởi vì nghĩa nhân chẳng, nghĩa nhân trọn vẹn mới an tâm lòng mà thầy dạy. Như vậy thì nghĩa nhân đây còn gọi là phép tắc khuôn khổ trong cái việc tu nhân. Nghĩa nhân là một cái thềm thang căn bản của nhân đạo, mà ngày xưa Đạo Thanh Hòa Thượng đã dạy dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bắt tu tiên đạo viễn hỷ. Hay hoặc giả là Đức Thầy dạy rất rõ rồi, tức là Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ là đạo nhân, tức là nghĩa nhân trọn vẹn mang tấm lòng tôi như ở đoạn này, như tôi vừa nói, hay hoặc là ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Đức Thầy dạy rất rõ là chúng ta phải cố gắng. Vì vậy cho nên hôm nay mình là người tín đồ tại gia cư sĩ, cái quan trọng nhất là nhân đạo ở đời. Khi mà chúng ta có làm tròn nhân đạo ở đời, mình có hoàn tròn ân nợ nghiệp nợ ở đời, thì lúc bây giờ mình mới thật sự là làm con Phật tổ, mình mới thật sự là gửi thân liên đài được, kính thưa đồng đạo. Lúc bây giờ mình mới là bản thân của mình, mình mới lúc bây giờ khi mình hoàn thành được nhân đạo thì lúc bây giờ mình mới thật sự là tín đồ của thầy và của Phật. Thì lúc bây giờ khi bỏ xác thân này mới đạt được kết quả rốt ráo. Như vậy thì ở đời, ở trần sử trọn nghĩa nhân thì nhân nghĩa ở đời rất rộng, nhưng mà tụ chung lại không ngoài các cái chính. Cái thứ nhất là gì? Đồng đạo nên nhớ lại điều được cấm thứ nhất, phải giữ cho tròn luân lý tam căn ngũ thường, thì đây là căn bản của nhân nghĩa ở đời theo cái khuôn phép của Phật giáo. Và cái thứ hai nữa, tứ đại trọng ân, đây là cái khuôn phép nhân nghĩa ở đời. Ở trần xử trọn nghĩa nhân, chỉ cần đồng đạo chúng ta thực hiện theo bốn điều ân này như tôi vừa bàn thì lúc bây giờ chúng ta gần như đã xong. Cho nên cái bài Trôn Cò Tào Hảo, Đức Thầy đưa ra những cái phương pháp rất là cao. Nào là rài tỉnh nổi hà quyết dứt, nào là đèn đạo tâm sáng được soi đường, nào là cầu tu cho đạt ngũ hương, nào là kim thân thiện nhất trừ tử sanh, nào là trong sắc thân nhắm thị lục căn, đừng cho chúng tính đăng hoằng, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Toàn là những pháp thượng thừa đại thừa không.
Nhưng mà đúc kết lại vấn đề, Đức Thầy khẳng định với ông Cò Tào Hảo như thế này: đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Như vậy đến ngày cuối cùng mà nếu làm xong 40 điều ân nghĩa này thì mới sống. Bởi vì tu đền đã thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen, mà nếu tu đền nợ thế không có rồi thì ngày sau không được đứng ngồi tòa sen. Hay hoặc là một cái ví dụ khác hơn là bài cho ông Thăng cho Bá Long Xuyên. Đồng đạo chúng ta cứ quen là niệm chữ Di Đà tan trước nghiệp, thuyền từ thầy rước lại nón bọc. Mình nghĩ là câu này mình quá tuyệt vời, nhưng mà đồng đạo đọc tiếp thêm nữa coi thì chúng ta thấy rất rõ là nghĩa nhân là vấn đề không thiếu trong sự niệm Phật. Mà Đức Thầy dạy là non bồng chư Phật sốc nhân sinh, trí huệ trao dồi kháng kệ kinh, an phận hơn bời danh lợi tạm, tề gia trung hiếu vẹn thân mình. Như vậy thì có tề gia trung hiếu mới vẹn thân mình được, có trở lại với nhân nghĩa ở đời mới vẹn thân mình được. Thì đấy là cái nét đặc thù của giáo pháp học Phật tu nhân. Như vậy thì khi chúng ta ở trần sẽ chọn nghĩa nhân, nhân nghĩa ở đời chúng ta chọn dạng đầu. Thì lúc bây giờ mới quyết làm tôi Phật. Phải quyết nha, lúc này phải chí quyết. Tôi là tín đồ, tôi là đệ tử. Thì lúc bây giờ mình chí quyết ở đây, ở trần ở đây mình sẽ chọn nghĩa nhân để mình đền trả ân nợ nghiệp nọ. Nhưng mà cái rốt ráo là lúc bây giờ chúng ta phải là tín đồ của Phật. Phải, mình phải quyết lòng là theo Phật mới được. Thì có quyết là quyết làm tôi Phật, chúng ta mới gửi thân điện đạt. Còn nếu như mình không quyết làm tôi Phật mà mình thấy rằng cõi đời này còn nhiều điều sung sướng quá, chết bỏ là uổng quá, gọi là tham nhà tiếc của biết hồi nào ngu, thì không bao giờ chúng ta gửi thân điện đài được quý vị. Bây lúc bây giờ mình nửa muốn đi mà nửa muốn ở lại, thì chính vì cái trạng thái nửa muốn đi nửa muốn ở lại này thì lúc bây giờ cái thân thức chúng ta gần bỏ xác đó, mà tâm chúng ta cứ chạy theo danh lợi, thì đương nhiên khi chúng ta bỏ xác này không bao giờ chúng ta được tỏ liên đài ngồi tòa sen. Mà khi bỏ xác này thì cái thức đó nó sẽ trở lại để nó theo cái mà chúng ta đang thụ hưởng. Vì vậy lúc này nhắc ở chỗ này, chúng ta phải quyết làm tôi Phật thì mình mới gửi thân liên đài được. Còn nếu mình không quyết làm tôi Phật, mà tôi thường dùng cái từ là nửa đời nửa đạo đó, thì không bao giờ chúng ta giải thoát được. Cho nên đây là cái rốt kính thưa đồng đạo. Như vậy thì trở lại qua 14 câu giảng này, đại để Đức Thầy nói tâm sự của Ngài để đem ra một cái phương pháp cũng như cái sự ra đời dạy đạo của Ngài. Vì vậy cho nên qua 14 câu đại câu giảng này, chúng ta đúc kết lại các vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất, mình khẳng định cái vị trí, cái vai trò của chúng ta là người tín đồ tại gia cư sĩ học Phật tu nhân. Và 14 câu giảng này Đức Thầy đã khái quát được cái nét học Phật tu nhân của đạo Phật giáo Hoằng Hảo. Cho nên hôm nay có học Phật thì chúng ta mới hiểu được con đường về có Phật, mới hiểu được mình có một cái bổn nguyện làm sao để chúng ta được về cực lạc, được tỏ liên đài, được ngồi tòa sen. Và bên cạnh đó, muốn đạt được các điều đó thì vấn đề tứ đại trọng ân, vấn đề tu nhân là vấn đề mà chúng ta được thực hiện trước nhất trên cái con đường tu hành của mình. Thì đó là chúng tôi hiểu theo cách tổng quan 14 câu giảng này. Và đồng thời bên cạnh đó, qua 14 câu giảng này thì mỗi đồng đạo chúng ta phải sốt sắng hơn trong cái công việc của người tín đồ tại gia cư sĩ. Hồi đó chưa tu thì mình làm có 1-2 thôi, nhưng bây giờ khi tu rồi chúng ta không được lười lao động, mà mình phải sốt sắng trong công việc làm ăn. Làm ăn sốt sắng như thế nào thì tu hành cũng phải sốt sắng như thế đó. Chúng ta phải ăn chay, chúng ta phải niệm Phật làm lành, chúng ta phải giữ gìn giới luật. Và cái quan trọng của 14 câu giảng này, mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng trì câu luật tự. Cái rốt ráo 14 câu giảng này Đức Thầy nhắc nhở chúng ta phải niệm Phật, phải làm lành. Chúng ta vừa niệm Phật, vừa làm lành, vừa đền trả tứ ân, vừa đền xong ân nợ nghiệp nợ. Đúng như câu mà Thầy dạy, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật, lập thân cõi trần. Như vậy thì 14 câu giảng này là nội hàm của lập thân cõi trần. Khi chúng ta hoàn mãn lập thân cõi trần như Thầy dạy trong cái bài thu đã cuối, thì tôi tin chắc rằng trong hiện tại mình là người tín đồ bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng mà lúc này tâm mình lìa cõi mê, tâm mình không còn ô nhiễm, tâm mình trong sạch. Lúc bây giờ tâm mình đã xuất gia từ hồi nào mình không hay, nhờ mình giữ giới
nhờ mình ăn chay, nhờ mình niệm Phật làm lành, mà lúc bây giờ tâm mình nó không còn chạy danh lợi tình, thì lúc bây giờ chúng ta cư trần bất nhiễm, chúng ta đạt ở chỗ lẫn tục đừng mê. Mà nếu cư trần bất nhiễm, lẫn tục đừng mê, thì tâm lìa khỏi mê. Mà nếu tâm lìa khỏi mê, thì lúc bây giờ lòng trong thánh kệ tình bế lội, dạ sạch Phật kinh ý niệm bay, thì lúc bây giờ chúng ta được tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái sự trình bày. Thì đáng lẽ 11 giờ chúng tôi ngưng, nhưng mà cũng lố khoảng vài phút, thì cũng mong quý vị cũng thông cảm giùm, bởi vì cũng cố gắng, đáng lẽ muốn nói nhiều lắm đó, nhưng mà tuy nhiên thì thấy quý vị ngồi ngoài nắng, tôi thấy đứt ruột quá, thì tôi cũng cố gắng để chúng ta thu gọn lại. Bởi giờ này quý vị đã hiểu hết rồi, hôm nay mình chỉ ôn bài học cũ thôi. Thì cũng tin chắc rằng trong cái sự chia sẻ, bởi vì nhân vô hoàn toàn, thì chúng tôi cũng không sao mà tránh khỏi những sơ sót nhất định ở bản thân mình cũng như trong đạo hỏi, thì cũng mong quý vị cũng niệm tình lượng thứ và bổ khuyết thêm. Thì cuối cùng chúng tôi xin cầu chúc cho ban tổ chức cũng như tất cả đồng đạo ngồi ở đây, chúng ta hưởng trọn một cái niềm vui trong cái tinh thần Phật pháp của người tín đồ tại gia cư sĩ. Và cái quan trọng là giờ này chúng ta phải ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến chẳng mà chẳng có tu. Và cuối cùng thì tất cả đồng đạo chúng ta đồng tâm niệm là Đức Thầy, đó là tu cho kẻ bạo khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ củ quyền chờ trong. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.